cùng rồi gắn cái mạt vô đây. Còn đây tôi bằng tay. Đó chưa? Chưa thấy ai chơi. Chết. Nó tính là con đi thôi. Đừng có nói tới không? Ba chắc vô tôi xin chào mọi khách. Chào bà Bảo Duyên nha. Hello Minh Châu, chào mọi người, chào Lo Nguyễn nha. Em bán mấy cục hàng bơm nha mấy chị. Không biết trong đây là bơm cái gì mà bán là bán giá cực kỳ rẻ dành cho mấy chị chia sẻ nha. Em bán mấy cục hàng bơm trước đây. Trời ơi, bơm rất là nhiều luôn. Ai đang xem cho em xin chấm đi mọi người, bắt đầu chia sẻ nha. Chào nghe Bảo Duyên. Alo, alo. Anh yêu. Chào mọi người, bắt đầu chia sẻ like đi. Bán mấy cục hàng bơm không biết cái gì trong đây, nhưng mà chắc là len á. Chắc có lẽ là len á. Em sẽ bán giá cực kỳ sốc luôn nha. Chào chị Diễm Nguyễn nha. Chia sẻ đi mọi người, chia sẻ lên đó. Lên 50 view đi rồi em bán hàng này. Em bán mấy cái hàng bơm cho nó nhanh ha. Chào Linh Trúc nha. Chào mọi người, chia sẻ lên 50 view đi. Em bán mấy cục hàng bơm này, giá cực kỳ sốc luôn. Bơm hoài à, bơm hoài, bơm bỉ à. Ai đang xem chấm một chấm đi nha. Chào chị Hoàng Huỳnh nha, chị Hoàng Huỳnh có xem không? Chào Mỹ Linh nha. Đây, tên đây. Bạn này là bạn Mỹ Loan. Có một bạn này được tặng quà mà vẫn bơm. Đây là bạn Kim Nguyễn nha. Cái này là quà tặng ở trong đây mà vẫn bơm. Tại vì đợt trước là chia sẻ like nhiều được tặng quà. Bây giờ ai chia sẻ like nhiều nhất á, tặng đôi bông em đang mang nè. Hôm nay trong cái like này ai chia sẻ nhiều nhất váy canh đó, váy canh rất là đẹp nha, váy canh là dễ phi lụa nha, váy canh để chị xem coi giá sale, để chị sale cho váy canh, váy đăng canh là shop chị đang bán lúc trước là 220 đó thôi, bây giờ sale luôn 160, ai mua thì mua lỗ luôn rồi ha. Có cục bơm hàng tặng luôn nha chị. Chào Thảo Nguyên nha, chia sẻ lên 50 view bắt đầu em bán hàng bơm đi nha, cho nó nhanh nè, bán giá cực kỳ sốc luôn. Ai chia sẻ like nhiều nhất thì tặng đôi bông em đang mang nha, thấy dễ thương không? Tặng luôn nha, tặng cho chế nào chia sẻ like ở chế độ công khai mà nhiều nhất nha, nhiều nhất tặng đôi bông. Còn ai thích đồ bộ 30k, ai thích đồ bộ 30k thì bán luôn đồ bộ 30k. Quý vị chia sẻ lên view cho em đi, một chồng đồ bộ này bán 30k luôn nha. Đây, để bên đây đi cho dễ thấy. Chào chị Hà, chào chị Hòa nha. Đúng rồi Hình Thảo Nguyên ơi. Đẹp không? Thảo Kelly đẹp không cưng? Đây, hàng bơm nha. Chia sẻ lên 50 view đi. Trời ơi, Thảo có thèm tôi chắc là Thảo Kelly hả? Thảo Kelly là cái con nhí nhảnh, con meo meo của công ty. Cái con lùn với công ty ha. Đúng rồi. Chia sẻ nha. Em mới lên nè chị Hòa Hình ơi, mới lên nè chị. Mới lên đây. Lộn cái con cao nhất công ty. Nó đồn bây giờ. Bắt đầu chia sẻ nha. Chia sẻ nhóm được không? Chia sẻ nhóm được nha Trang Đặng. Nhưng ở chế độ công khai mới kiểm tra được nha. Xem đồ bộ hả chị Nguyễn Loan? Đợi tí nha Nguyễn Loan, tí nữa đồ bộ. Ai chia sẻ nhiều nhất mua đồ bộ giá 30k. Đồ bộ cu tè lắm. Rồi áo bơm. Em bán áo bơm nha, 49k áo này luôn. Ai mua thì comment giùm em là trắng 49 nha. Trắng 49. Đây mới chứ, xem đây, hàng 85.000 nha. Trắng bơ 49k. Ai lấy cái này thì em bán giá 49k luôn nha. Cổ tim mà dễ thương lắm. Form này là cổ khoảng muốn đẹp á, cổ khoảng 54kg trở xuống bằng đẹp nha. 54kg trở xuống bằng đẹp cổ tim nha mọi người. Lấy cái này chào thanh em nha. Lấy cái này comment giùm em là 49k chắc len nha. Len 49k luôn. Bắt đầu chia sẻ đi, cuối like á, em kiểm tra ai chia sẻ nhiều nhất thì tặng đôi bông. Bông em đang mang nha. 49k trắng nè. Rồi cái này là body nha, dạng body nè. Body nha mọi người ha. 34kg vừa luôn nha, Bảo Duyên. Rồi 49k nâu, ai đấy thì comment giùm em 49k nâu. Cái dạng này là cái tay rất là đẹp nè. Tay đến một hàng nút nha, 49k nâu nha. Màu đen hả? Thôi ơi, có nhưng mà đang bán hàng bơm nha, đang bán hàng bơm nên tranh thủ mua hàng bơm đi, tí nữa mình bán hàng kia nha. 49k tiếp màu nâu nè, nâu này là dạng như body dài nè. Ai thích body comment body nha, nâu 49k.
Áo đẹp không? Áo tí có bán luôn nha mọi người. Đợi xem like tí bán áo này luôn nha. Dễ thương á. Len này là len mỏng mặt mát nha. Mát cái này là len mặt mát. Rồi cái này là form dài luôn nha. Ai thích form dài ở phía người ngoài thì lấy mấy cái này nha. 49k luôn nha mấy chị. 39k thôi, 39k cái này ha. Ai lấy cái trắng 39 thì men vô trắng 39. Cái này là có lót lưới ở trong nha, đừng có sợ không phải rách đâu nha. Trắng 49 nha. Ý lộn, trắng này 39, phân biệt đi, comment dùm em trắng 39 nha. Xếp Củ Chi hả? Xếp Củ Chi là không có biết được nha Bảo Hân, mà dao động là trên 30k, trên 30-35k thì hay mua số lượng bao nhiêu áo nữa, bưu điện nó sẽ cân á. Cái 49 đầu. Chị Hòa Huỳnh lấy 49k trắng nha, rồi chốt cho chị Hòa Huỳnh. Cho chị Hòa ha. Rồi mọi người bắt đầu chia sẻ nha. Em sẽ tiếp một cục hàng bơm tiếp tục luôn nha. Rồi len màu trắng ok chốt cho chị Hòa nha. Biết cái cục này là cục gì đây. Áo khoác luôn nha. Bơm hoài, bơm quỷ. Áo khoác dưới này cái quần á, này là cái quần ống rộng nha. Rồi cái quần này quần ống rộng dài nè. Mèo Salem trắng 39 kìa. Mèo Salem trắng 39 là chốt cho bé mèo Salem ha. Mèo Salem ok. Mèo Salem có thông tin cũ rồi. Chào chị Lụa nha. Áo em đang mặc có bán mẫu 39 trắng hết rồi. 39 trắng có người chốt luôn nha Lương Ngọc. Đây một cái quần bơm nữa. Cái quần bơm này bán 45k luôn nha. Ai lấy thì comment giùm em là quần 45k. Sọc 45k nha. Thằng bơm mới có giá này nha mấy chị, chứ không có mấy giá này đâu nha. Giải nó đẹp lắm, quần này quần rộng đàng hoàng nha. 45k. À bữa giờ tìm thấy chị hả? Vô phường. Trời, vô phường hồi nãy có một cái gì nè mới xả ra đây. Tại vì lâu quá không thấy. Ai lấy quần 45k comment giùm em là bộ quần 45k, sọc 45k nha. Vô phường ơi, lựa lại giùm chị nha vô phường. Chào anh em. Chia sẻ nha. Ai chia sẻ? Rồi 45k Lương Ngọc ơi. Lương Ngọc lấy 45k cho liền thông tin với số điện thoại nha. Màu trắng thì chốt rồi. Màu trắng chốt rồi, màu trắng chốt rồi. Màu trắng chốt cho bạn mèo. Ừ, màu trắng chốt cho mèo Salem rồi. Sọc 45k chốt cho Lương Ngọc là cái quần nè. Lương Ngọc cho liền số điện thoại với địa chỉ mua đơn hàng cho 100k nha. Mình mới ship hàng nha. Rồi cái áo khoác chống nắng này luôn. Áo khoác chống nắng này shop đang bán với giá 99k nha. Bây giờ bán 75k luôn. 75k, ai lấy thì chốt nhanh 75k nha. 75k, cái áo khoác này là cỡ khoảng 55-56k trở xuống bằng đẹp nha. Ai lấy khoác 75 comment giùm em là khoác 75 nha. Shop em đang bán với giá 99.000 á. Thằng giỏ cho xem quần đi bạn. Quần hết rồi, có một cái bơm rồi mấy chị ơi. Em đang bán hàng bơm nên mới có giá này nha mấy chị. Ai lấy áo khoác thì comment giùm em là khoác. Em đang bán 99.000 á. Giờ em bán 70k luôn ha. Thấy địa chỉ số điện thoại của Lương Ngọc nha. Tiếp tục cục hàng bơm đó, mọi người chia sẻ lên đi nha. Chia sẻ lên đi tí nữa áo len mới em cũng bán giá 49k luôn nha. Lên 100 view với em đi ha. Trời ơi, cái này là một cái áo khoác dù nữa nè. Áo khoác dù cũng bơm đó nè. Thiệt là khổ. Đây một cái áo khoác dù ha. Áo khoác dù này em đang bán với giá 99.000 luôn. Ai lấy trong cái like này á, chị Hằng Nguyễn lấy khoác nè. Chị Hằng Nguyễn ơi, lên giùm em thông tin số điện thoại địa chỉ liền nha chị Hằng Nguyễn. 75k cho chị Hằng Nguyễn. Hằng Nguyễn chết có nha cô Nguyên, mấy áo đó còn hết nha. Bà Năm bà đang sợ nha Nguyên. Chị Hằng Nguyễn ơi, cho em liền thông tin với số điện thoại nha chị, địa chỉ với số điện thoại nha. Hằng Nguyễn 75k. Em đang bán 99.000 á. Ơ chị Ngọc ơi, hết pin rồi chị Ngọc. Mọi người bắt đầu chia sẻ nha. Rồi chị Hòa Huỳnh có áo len rồi. Chị Hòa Huỳnh ơi, khoác Hoàng Nguyên cho em xin số điện thoại với địa chỉ liền nha. Áo rách tết có nha vô phương. Có áo rách tết nha mọi người. Đây cái khoác này là của Hoàng Nguyễn. Bắt đầu chia sẻ chị Hằng Nguyễn cho em nha. Hoàng Nguyễn Hồng Nguyên ơi hả? Em trước hả? Chị ơi, bên đây chị thấy bà chị kia trước kìa em ơi. Mẫu đen mang đi canh 160 nha, 220 luôn á, 220 mà sale còn có 160 nha. Còn len rất là nhiều nha, shop em là chuyên len nha mẫu hơn. Đây, đây là một cái áo thun nha.
bắt đầu chia sẻ đi nha. Áo thun bắt đầu chia sẻ đi nha. Áo thun 20k hôm bữa công ty á, hôm bữa công ty hỏi mấy cái áo này nè, mày không bán nè, bây giờ bơm về nè, 20k ai lấy thun 20 comment giùm em là thun 20 nha. 20k nha. Ui da. Nói Hằng Nguyên. Hằng Nguyên trước đúng. Hằng Nguyên ơi cho liền số điện thoại với địa chỉ đi nghe, còn không là chốt cho bạn Thảo Nguyên nha. Rồi ai lấy thun 20 số của Củ Chi Hồ Chí Minh. Rồi để coi lại nha bạn Thảo Nguyên. Trời nó uy hiếp, nó uy hiếp. Áo chị đang mặc có bán, một tí có bán nha, chị sẽ like đi mọi người ơi, chị sẽ like lên 100 view đi. Áo em mặc có bán hết nha. Rồi mèo Salem chốt cho mèo Salem luôn. Liền chung bọc chị 20 miếng giá 20 giùm em. Đây một nồi luôn. Ai lấy xanh 20 comment giùm em là xanh 20 nha. Xanh 20. Xanh 20 nha, xanh 20. Đây xanh 20. Áo thun nha. 20 này là áo thun nha. Số to nè mấy mọi người ơi, vàng 20 nha. Xanh 20 vàng 20. Comment liền giùm em đi. Không có lấy kia đưa cho Hảo Nguyên đi. Không biết ơi, cái chị Hằng gì đó, Hằng Nguyễn đúng không? Hằng Nguyễn có lấy thì cho liền số điện thoại với địa chỉ không? Em xả ra liền luôn chị ơi. Ủa chị ai chắc điện thoại với địa chỉ nha. Xanh 20, vàng 20. Đen này thì phơm nhỏ nha mọi người. Hai cái nãy là phơm to nha. Cái đen này là phơm nhỏ, cái đen này à. Rồi chốt cho Thanh Em cái xanh 20 nè. Váy trên canh 160 nha, Sam Sam ơi. Váy trên canh là chất rất là đẹp, váy hot girl nha, 220 sale còn 160 á. Áo đen này là phơm nhỏ. Áo đen này là cỡ khoảng 40kg, 40kg bận cũng chật nữa. Cỡ khoảng 35kg trở xuống nha, 35kg là áo đen. Rồi chốt cho bạn Ngân Liên vàng 20 nè. Ngân Liên ơi cho liền số điện thoại với địa chỉ đi Ngân Liên ơi. Vàng 20. Rồi Ngân Liên ơi cho liền số điện thoại với địa chỉ nha. Ngân Liên không có thì mình chốt cho người sau nha. Người sau thấy rồi nè. Thấy số điện thoại của bé Lì nha. Nhưng mà bạn Ngân Liên trước, đợi Ngân Liên không cho địa chỉ thì chốt này cho bé Lì. Dương bé Lì giùm em. Rồi áo đen Thanh Em nha. Nhớ kỹ nha mọi người, cái áo này có khoảng 35kg trở xuống thôi nha Thanh Em ha. 35kg trở xuống thôi áo đen này. Áo đen này 30k nha. 35kg trở xuống. Áo đen đó Thanh Em lấy hả? Đúng rồi. Rồi áo đen Thanh Em ok. Rồi liền vô chị, liền vô bọc công ty. Rồi bắt đầu chia sẻ like lên nha mọi người. Đi giá. Em đi rồi, em đi giá rồi. Đây một cái áo hôm bữa có sỉ nha Phan Ngân, sỉ inbox nha. Áo đen có rồi nha Thanh Em, sỉ inbox. Cái áo này hôm bữa trong live trước em có mặc đây nè. Một chị lấy xong rồi cũng không cho thông tin gì trơn. Cái này là thắt cái nơ này nha. Cái này là len nha mọi người, chất len. Ở đây là phối von nha. Cổ phối thắt cái nơ hôm bữa live trước em có mặc rồi. Ai xem live trước thì sẽ thấy nha. 89k, sale 79k luôn. Ai lấy thì nhanh tay giùm em là bi đen 79. Bi đen 79 luôn. Cái bữa này là của ai? Cái nào chị? Cái đó của Liên Nguyễn á, Liên Nguyễn không cho. Ngân Liên. Ngân Liên không cho số điện thoại á thì chốt cho bạn bé Lì. Chị thấy bình luận bé Lì không chị? Ha. Rồi Sam Sam áo bi đen 79k. Chốt cái này cho Sam Sam. Rồi thấy số điện thoại của bạn Sam Sam em mua trên 100 ngàn giùm, mua trên đơn 100 ngàn nha mấy chứ ơi. Bán lỗ sạc ca rồi 0909 902 067. Rồi bé Lì chốt vàng 20 cho bé Lì nha. Ok chị. Ok cho bé Lì một cái vàng 20 nha. Mua đơn cho 100 ngàn giùm em nha. Những người mà mua hàng bơm á, vui lòng chia sẻ giùm em nha. Chia sẻ là em mới bán giá này. Còn không em không có bán giá này đâu mấy chị. Ngân Liên lên nè. Giờ lên lâu quá. Ngân Liên ơi lên lâu quá chốt luôn. Cái kia mình ưu tiên cho bé Lì rồi. Ngân Liên lựa cái tháng nha, tí có thun nữa nha, tiếp tục có thun nữa, hàng bơm có nữa. Đây một cái quần, quần này là phơm nhỏ thôi nha. Quần này là quần phơm nhỏ thôi mấy chị. Cái này đẹp là có khoảng 45kg trở xuống đẹp nha. 45kg trở xuống đẹp 30k luôn. Ai lấy cái này chụp comment giùm em là quần 30k nha. 45kg trở xuống mận đẹp nha. Dạng như lấy jean đó mấy chị. Lấy jean nha. 45kg trở xuống mận đẹp thôi. Cao nữa bận nó ôm lắm.
Ai lấy quần 30k comment giùm em là quần nha. Quần sọc trắng 30k. Sọc trắng 30k. Rồi tiếp tục một cái bị xả nữa nè, bán 30k luôn. Thiệt khổ luôn ha. Có áo 65 cái, áo 65 cái rất là nhiều nha chị Mỹ Linh. Quần 30 chốt cho bóng hồng, bóng hồng lên liền số điện thoại với địa chỉ nha. Áo len 65kg em nhiều lắm nha chị. Tại vì hàng len 65kg là cực kỳ nhiều ha. Quần 30 chốt cho bóng hồng, bóng hồng lên liền số điện thoại với địa chỉ nha. Ưu tiên ai có số điện thoại với địa chỉ trước nha. Chào chị Mỹ Thu nha. Bóng hồng vậy chị. Áo chữ là áo khoác á chị, bóng hồng chưa có số điện thoại. Rồi còn một quần 30k ai nhanh tay thì chốt nha, 45kg trở xuống. Từ từ nha Bảo Hân. Xong hàng quần phải không? Xong hàng công ty hay là ngoài ta? Xong hàng nước quen quen. Xong hàng cho số điện thoại với địa chỉ liền nha. Chào chị đẹp nha. Rồi tiếp tục một cái quần bo chung 30k luôn nha mấy chị. 30k đẹp là cái quần này đẹp là 48kg trở xuống bằng đẹp nè. Ai lấy bo chung thì comment giùm em 30 bo chung nha. 30 bo. Chào chị Mỹ Thu nha. 30 bo. Đầm canh mặt 106 nha. Kim Trần ơi. Đầm canh mặt rất là đẹp. Đầm hot girl nha. Em có 30 sọc với 30 bo. Rồi thấy số điện thoại có bóng hồng nha. Chốt cho bóng hồng một quần 30. Em có sọc với bo comment rõ giùm em là sọc 30, bo 30, 30 ngàn hết 48kg trở xuống bằng đẹp nha. Dạ. Rồi bạn Lương Ngọc bo 30 đây. Xong hàng quần 30, bóng hồng bo nữa nè. Cái này là Lương Ngọc nè. Lương Ngọc ơi, Lương Ngọc có số điện thoại với địa chỉ chưa? Chưa có thì comment liền nha. Thì cái này của Lương Ngọc nè chị. Song Hằng nè. Song Hằng là quần nào ta? Áo kiểu rất là nhiều nha Sam Sam. Áo kiểu rất là nhiều nha. Áo khoác Katina không có. Shop mình bán đồ nữ không à. Áo len 46kg. Áo len em rất là nhiều nha. Đang mặc có 46kg không? Dạ chị. Em không ra em bận á chị Mỹ Thu. Em nghỉ một tuần á. Bữa nay lên. Ai chia sẻ nhiều nhất tặng bông tai trong live ngày hôm nay nha. Quần không? Song Hằng quần. Song Hằng một quần nha. Song Hằng có số điện thoại chưa chị? Song Hằng có nè. Rồi Song Hằng một quần 30 nha. Em còn ủa Song Hằng cái quần này. Quần em đang cầm không? Quần em đang cầm quần bo. Hồi nãy có ai comment bo rồi. Lương Ngọc có cho rồi nha. Lương Ngọc một quần. Với lại ủa Song Hằng là sọc quá chị ơi. Còn sọc không? Hết ý là còn bóng hồng là có một cái là có Song Hằng. Đó của ai chị? Bóng hồng. Bóng hồng cũng có số điện thoại rồi. Rồi còn cái nữa. Chị thấy bóng hồng với Song Hằng. Song Hằng hả? Song Hằng sọc chị ơi. Hết hết sọc rồi Song Hằng ơi. Còn bo không à? Còn bo không à Song Hằng ơi. Song Hằng lấy bo thì lấy bo nha. Song Hằng lấy bo thì comment giùm mình là bo nha. Tại vì hết sọc rồi. Em còn bo. Bo với bo. Ai nhanh tay thì còn à. Nãy mấy người. Chào chị Hằng Lộc nha. Ai chia sẻ like nhiều nhất? Song Hằng sọc. Sọc không còn. Sọc hết rồi, sọc hết rồi. Ai chia sẻ like nhiều nhất là bán đồ bộ 30k với lên 100 like bán đồ bộ 30k với tặng bông tai nha. Bóng hồng lấy bo. Bo hết rồi, bo hết rồi Song Hằng ơi. Ủa bóng hồng lấy bo hả chị? Ừ. Vậy là lộn cái đó rồi đó. Cũng 30 hết không? Ừ, lộn cái đó rồi đó. Lấy cái bịch nha. Rồi, có cái Song Hằng có nha, Song Hằng quần có nha, Song Hằng nha. Song Hằng có địa chỉ chưa chị? Có, chị lấy cái này. Rồi, từ từ lên lên, từ từ lên lên nha. Cái này cũng Song Hằng đây. Len đẹp chút phải không? Mọi người muốn len len đẹp hay là len thường thường nha. Em lên len len đẹp nha ha. Bóng hồng là một sọc một bo luôn á chị. Còn á? Còn nè, còn một quần sọc nè. Vậy là cái bo đúng không? Cái này bo đúng không? Coi giùm em đi ha. Đồ bộ hả? Đồ bộ đi tí nha. Bùi Thị Hồng. Cho số điện thoại liền nha. Bóng hồng. Cái này là hay sọc bo đúng không? Ừ. Rồi hết nha. Hết luôn nha mấy chị. Rồi bắt đầu em lên len đẹp trước nha. Len này là em bán rẻ nhất. Rẻ nhất bao cho mấy chị luôn. Chỗ khác shop online khác á, nó bán phải từ giá là nhiêu ta? 140. Còn mấy chị vô shop là 220 nha. 220 nha ha. Em bán 120k thôi nha. 120k dành cho những người chia sẻ nha. Hứa dinh dự mấy chị là len đẹp luôn. Hứa dinh dự luôn. Hàng loại 1 nha mấy chị. Hàng loại 1 nha. Nhưng mà cái len này thì bận ở trong cái mùa này thì nó hơi nóng. Cái mùa này bận thì hơi nóng. Nhưng mà tới mùa lạnh đi mấy chị bận là cực kỳ thích luôn ha. Cái tay của nó đây. Cái này không phải thêu nối gì trơn. Nó là đang len trực tiếp luôn nha ha.
Ai lấy lem này comment giùm em là lên tim nha, trái tim nha, hình trái tim. Em có ba màu nè, tim xanh nè, cái này là tim đen nè, rồi cái này là tim xám nha. Rất là đẹp mấy chị ơi, cực kỳ đẹp luôn á. 120k. Ở chỗ khác nó bán mấy cái lem này là phải từ giá, phải từ giá rẻ nhất luôn á, là 140k, 140k rẻ nhất. Em bán 120 thôi nha mấy chị. Chia sẻ, bắt đầu chia sẻ lên cho em nha ha. Cực kỳ mịn luôn, 120k mấy chị mua để mua Tết tới rồi. Để Tết mặt nha. Ha, để Tết mặt nha. Bây giờ đem tim nha, để em mặc thử cho mấy chị xem. Còn chân váy chấm bi có dây kéo sau lưng không? Em đâu có váy chấm bi nào có dây kéo sau lưng đâu ta. Cái đó không phải váy đâu, cái đó lão len phối á. Cái đó không phải váy đâu chị ơi, cái đó lão len phối. Đây, đây là cái len tim nha. Cái cổ, cái này nó khác nhau là nó cổ lọ nè. Chế nào mở cái tay nó phối sọc nha. Ai mà mấy chị thấy nó dày chứ Tết là bận được hết nha. Đâu ngoái, bên hông nó phối này như thế này nè, cực kỳ đẹp nha. Áo này 120k em bảo đảm mấy chị là rẻ nhất Facebook luôn. Rẻ nhất Facebook luôn. Mấy cái áo len này resize mấy chị ơi. Mấy cái áo len này resize á, cỡ khoảng muốn đẹp á là cỡ khoảng 58kg trở xuống mà đẹp hết nha. 58kg trở xuống mà đẹp hết luôn. Cái đó xám, còn cái này là đen. Em nói mấy chị là cực kỳ đẹp luôn. Bi nha, 120k. Trời ơi, em mà bán đồ mắc là em lại tụt view nha. Bạn Linh chúc một cái tim. Chỗ bạn Linh chúc một cái tim nha. Mọi người comment màu giúp em luôn đi. Em mà bán len đẹp cái là em tụt view hết. Tại len này nó mắc tiền nên mới chứ. Lấy con cái đó đi cô. Thanh em, Thanh em lấy màu gì Thanh em ơi? Comment màu cho cô đi. Đẹp lắm Thanh em. Bà thấy mà, thấy mà Bảo Duyên. Đây, sọc nha. Em nói mấy chị là cực kỳ đẹp luôn. Ai lấy sọc này comment giùm em là sọc nha, sọc cam nha, sọc cam nha. Lấy cái đỏ, lấy cái đó là cái màu gì? Tim nó có ba màu nha, màu xanh. Màu xanh, màu đen với màu xám, comment đỏ giùm nha mấy chứ ơi. Em lên len đẹp chút xíu rồi em lên tới len 49k nha. Cái đó là cái màu nào? Cái đỏ là cái màu gì con? Cái đó là rồi, cái màu ai lấy không? Cái len sọc comment giùm em là len sọc nha. Trời ơi. Cái chất của nó thì khỏi chơi, đi nhận hàng là khỏi chơi, 120k mua là bận ba đời luôn, nó mới hư. Mấy chị bận đi Noel, sắp tới Noel rồi. Chân váy đang mặc hết rồi, Lương Ngọc ơi, chân váy đang mặc hết rồi. Còn có một cái để dành mặc like thôi. Đặt thêm một cái sọc nha. Xanh tim đen, rồi tim đen, màu đen chốt cho bạn. Xám tim đen, xám tim đen chốt cho bạn đây. Anh em, thôi anh em chốt giùm em 120k, cực kỳ đẹp mấy chị. Ai lấy cái sọc comment giùm em là sọc nha ha. Cảm ơn chị Ngô Trang nha, sọc cam của bạn Hiền Phú 120k. Em nói mấy chị mặc là ba đời nó chưa hơn nữa. Sọc cam em thường thường em bán hàng lấy sọc á bạn hả, chốt cho bạn là Hiền Hiền Phú Thiện nè, có địa chỉ rồi nè chị. Ý có số điện thoại, lên liền địa chỉ luôn nha. Lên liền địa chỉ luôn nha mấy chị, 120k. Em căn sai chuẩn lắm. Có bảy đen lờ không? Có nha chị. Có nha chị Trang Hạ. Cái áo này là của hai bà kia dặn rồi. Rất là đẹp. Nhưng mà có khách dặn trước nè mấy chị. Cực kỳ đẹp luôn. Trời ơi. Thảo Trần lên. Đây, hai Thảo. Thảo Trần sọc nữa nè. Tim xanh cho bạn Sông Hằng nha. Đẹp dữ lắm. Sọc cam còn nha chị Nguyễn Trang. Sông Hằng cho liền. Sông Hằng có địa chỉ chưa chị Ngọc? Có số điện thoại rồi. Cho địa chỉ luôn, em ưu tiên ai có địa chỉ nha. 120k Facebook khác, Facebook mà bán đông khách đang bán 140k mà mấy chị không biết, mấy chị mua như tôm tươi vô shop. Em thấy 220k em bán có 120 thôi nha. Thảo Trần có một cái len sọc nè, đây của bạn Thảo Trần. Cho liền số điện thoại nha Thảo Trần ơi, không có là ưu tiên cho người sau nha Thảo Trần. Không có là em ưu tiên cho người sau nha. Cho thông tin số điện thoại địa chỉ liền nha bạn Thảo Trần nha. Sông Hằng tim xanh có nha. Sọc cam còn không chị Nguyễn Trang, đợi chị xem áo tim sọc cam. Áo 120k mấy chị bắt đầu chia sẻ cho em đi. Bắt đầu em lên áo tim. À em còn cái áo tim đen này nè. Chốt mua cái áo tim đen này đi chú chị. Đây nè. Trời ơi. Tim màu đen nha, cực kỳ đỏ. Cái tay nó phối, cái tay nó phối tim đó nè. Thấy chưa, em nói mấy chị bận vô
Rồi Nguyễn Trang, mẹ Khơi là sao ta? Mẹ của bạn đó nhận giùm. Em ở xa mua hàng, ok nha, ok nha Nguyễn Trang. Nguyễn Trang sọc cam hả? Nguyễn Trang, ủa bạn Thảo đó có, bạn Thảo gì đó có thông tin số điện thoại chưa? Rồi rồi, có rồi. Thì bây giờ cái sọc đó em hết rồi, em còn sọc khác nha. Em còn sọc khác nha bạn. Bạn gì? Bạn Nguyễn Trang đợi chút xíu lên sọc khác nha ha. Rồi ai lấy tim comment giùm em là tim nha. Xe 50 nhóm rồi. Ai xe nhiều nhất em tặng free bông tai nha. Tặng free bông tai nha. Rồi nha. Lên tim đen. Ai lấy thì comment rõ giùm em là tim đen nha. Có cái gì nha, tim đen. Nguyễn Trang chưa có gì hết á. Nguyễn Trang chưa có gì hết. Nguyễn Trang cho địa chỉ trước đi, chốt tí nữa chốt hàng luôn. Tim đen đẹp lắm. Coi cái sọc cam gì hết. Sọc cam hết rồi, có ai sọc hết rồi. Đẹp lắm. Rồi có phong to nè mấy chị, phong to ở lại với em 120 ngàn, em bán vài cái lên đẹp thôi, tí nữa em quay qua. Áo khoác phía sau hả? Áo khoác là 120k. Áo khoác đẹp lắm, có chùa hai lớp nha. Rồi chốt cái tim đen cho ảo viên đó kìa. Em còn cái tim đen chốt thì chốt lẹ. Cái này là form như thế này, mấy chị bận như giống như dấu quần vậy, bận chung cái chân váy giống như em cũng đẹp nè ha. Đó, bận như quần lùi cũng cực kỳ đẹp luôn nha. Ok nha. Bạn Thanh em một cái tim đen nè. Chị Bảo Duyên chốt tim đen, Bảo Duyên chốt tim đen phải không? Áo đang mặc còn nha Nguyễn Tuyến, áo đang mặc cực kỳ rẻ Bảo luôn. Duyên tim đen kìa em. Trời nó cầm em quá trời. Rồi Bảo Duyên chốt cho Bảo Duyên cái tim đen nha. Không chốt mai lên. Ghi tên giùm. Ghi tên giùm em đừng quên nha. Hết tim đen rồi Thanh em ơi, chốt màu khác giùm chế nha. Quần jean hả? Dạ quần jean hết rồi chị Ngô Trang, quần jean xuất em hết luôn rồi. Rồi bắt đầu. Ai lấy cái lá comment giùm em lá nha. Em có hai màu, ở ngoài của nó là màu xanh riêu á. Mấy chế lên hình nó hơi căng. Trời ơi, trước đây là lông nha, rất là đẹp luôn. Ok nha, Bảo Duyên. Ai lấy lá comment lá nha. Trời ơi, Ngọc đi Đà Lạt bận. Bận chung với cái quần lesbian là cực kỳ đẹp luôn á. Mấy chế đi Đà Lạt bận nha. Cho em xem cái màu kem lỗ ở dưới. Một kem lỗ đây, một kem lỗ tiếng, một kem lỗ rẻ lắm. Tạ Ngọc Phương Lam, một kem lỗ rẻ lắm nha. Rẻ. Rồi 120k. Ai chia sẻ lên, ai chia sẻ tiếp lên 80, lên 100 view em mới bán mấy cái này. Còn không là em chuyển sang bán áo len. Em chuyển sang em bán áo len thường thường nha mấy chị. Bạn Nguyễn Trang cái lá, lá rất là đẹp luôn. Đợi xíu nha bé Tâm. Áo đăng mặt của em có 8. Okay, có 89k. Áo đang mặc, áo len 89k. Em nói với Nguyễn Trang là đâu có hàng, em không nhắn tin được. Nguyễn Trang ơi chưa có hàng. À Nguyễn Trang chọn áo lá rồi nè chị. Rồi chốt cái áo lá này nha. Chốt cái áo lá này cho Nguyễn Trang nha. Chào chị Thoan. Nguyễn Trang ơi, Nguyễn Trang nãy có thông tin này hả? Gửi cho mẹ của bạn đó. Áo đang mặc không có sai nha mọi người. Áo len đa số là không có sai. Nên em cầm cái nào là em nói sai cái đó nha. Nguyễn Trang 120k. Rồi em còn một cái lá này là màu đỏ nha. Cái lá hồi nãy là màu rêu. Hôm nay em hứa cho mọi người em lên len đẹp thì em lên len đẹp nha. Rồi từ từ đi em lên mấy cái áo thường cho ha. Rồi ai lấy lá đỏ comment giùm em là lá đỏ nha. Nó là dạng như thế này đây. Bận vô nó sẽ túm chỗ này lại như vậy nè mấy chị. Rất là đẹp luôn. Trời ơi, ai ở khu vực phía ngoài nên mua nha. Len rất là ấm, cực kỳ ấm luôn ha. Từ từ nghe tặng Ngọc Phương Lam để chị like. Chị like được lô nào có lô đó ship chị giơ lên nha. Trinh Ruby áo đá ha em. Áo đá hôm nay không có like nha Trinh Ruby ơi. Áo đá đợi cái like nào like áo đá nha. Chào chị Su, sao không bình luận được em. Rồi ai lấy cái lá này comment lá nha. Ai mà lùng lùng quá thì bận. Trời, bạn Hiền Phú Thiện chốt cái lá đỏ nè. 120k nha Hiền Phú Thiện nha. Hết nha chị Thoan. Hết kiểu chị đặt đó, kiểu chị đặt chỉ còn màu đen thôi nha. Chỉ còn màu đen với màu xám thôi. Bạn Hiền Phú Thiện cho liền số điện thoại với địa chỉ nha. Đó nè. Hiền Phú Thiện có hả chị? Hình như có số điện thoại, chưa có địa chỉ. Chưa có địa chỉ hả? Cho liền em địa chỉ mới được nha. Còn không có địa chỉ là một tí nữa cuối like á. Không một tí nữa em ưu tiên cho ai comment sao, nhưng mà có đầy đủ thông tin thì em để hàng nha Hiền Phú Thiện. Áo khoác nhiêu ký dừa hả? Áo lá hết rồi Trinh Ruby ơi. Áo lá hết rồi. Hiền Phú Thiện ơi cho liền địa chỉ nha.
Rồi bắt đầu có áo chữ đây. Em lên vài cái áo len xịn đi, rồi em lên áo rẻ cho, áo len cắt mỏng cho mọi người nha. Chia sẻ like cho em nha. Tăng ca rồi hả? Trời ơi, cái len chữ, len sơ mi chữ rất là đẹp luôn. Em đang cầm là màu xanh nha mấy chị. Em có màu xanh với màu đen nha. Màu xanh với màu đen. Đây mấy cái len này, mấy cái len này mà mấy chị có khoảng không? Đẹp á, 55kg bận là cực kỳ đẹp luôn. Ai lấy cái tay nó dạng cánh dơi nha, ai lấy len chữ thì comment giùm em là len chữ nha, 120k. Cực kỳ đẹp. 120k len chữ, em có màu đen, có màu xanh nha. Comment rõ giùm em lấy màu cho. Xanh, chữ xanh với chữ đen. Chữ xanh với chữ đen cái nào cũng đẹp. Đẹp điên cuồng. Chị Thoan hết rồi. Màu đen hả? Chia sẻ 30 nhóm rồi hả em? Rồi mấy chế có việc chia sẻ đi, em chia sẻ chế độ công khai nha. Qua hôm sau kiểm tra like em sẽ tặng đôi bông nha, tặng bông tay em đang mang nè, dễ thương lắm em. Ai có đơn rồi thì đi kèm đơn luôn á, cho địa chỉ liền nha bạn Hiền Phú Thiện ơi. Chị ghi cái áo lá ở phía dưới là của Trinh Ruby đi. Hiền Phú Thiện không cho thông tin thì chốt cho Trinh Ruby rồi. Em có áo lá hả? Đợi ghi đi ha. Rồi bắt đầu chia sẻ đâu á. Đây, áo này áo chữ đen nha. Trời ơi, mặc lên cực kỳ sang luôn nha mấy chị. Ai ở phía khu vực phía ngoài thì lấy mấy cái áo này. Còn ở trong đây, tới mùa Noel bận đi chơi em ba mấy chị luôn. Bận vô rồi là không có. Áo len hả? Tạ Ngọc Phương Lam hỏi áo gì cưng. Áo len hay áo khoác? Áo khoác là 120. Áo len chị đang bán, áo len đẹp này cũng 120 luôn. Tí chị lên áo len 49k, 59k, 89k. Có giá đủ giá hết ha. Ai lấy áo chữ comment giùm em là áo chữ nha. Em lên vài cái này nữa rồi em ai cha, em lên vài cái này nữa rồi em chuyển sang em bán áo rẻ cho mọi người dễ mua ha. Rồi mớm su em áo đen. Mớm su ơi cho liền chị số điện thoại nha mớm su nha. Xăm xăm áo chữ, xăm xăm màu gì xăm xăm. Rồi mớm su này chốt cho mớm su trước nè. Mớm su 120k. Mớm su chưa có số điện thoại với địa chỉ nha. Xăm xăm áo gì? Xăm xăm áo chữ. Có rất là nhiều luôn. Áo len rất là nhiều. 39k. Lát hốt áo len rất 39k liền nha. Tạ Ngọc Phương Lam. Sông Hằng áo đen hả? Còn áo đen không? Áo đen hết rồi. Áo đen hết là Sông Hằng ơi. Rồi thấy địa chỉ của bằng Hiền Phú Thiện nha. Hiền Phú Thiện có địa chỉ với số điện thoại rồi. Mớm su ơi cho liền số điện thoại với địa chỉ nha. Còn không có thì để cho xăm xăm nha. Để cho không có thì để cho xăm xăm. Mớm thu là lấy cái gì? Mớm thu lấy áo đen. Chị có màu màu xanh coban với màu đen. Xong hàng áo đen hả? Xong rồi thấy số điện thoại của mớm thu đây. Rồi bạn mớm thu chốt màu đen ha, hết màu đen nha. Em còn màu xanh. Ai lấy xanh? Xăm xăm áo em mặc hả? Áo em mặc có 89k thôi nha anh Nguyễn ơi. Áo em mặc là áo len luôn, chất len. Len này là len gân nha. Em còn một cái áo màu xanh cũng cực kỳ đẹp mà sao mấy chị không chịu ta. Sĩ hả? Sĩ thì inbox nha em Phú Thiện ơi, sĩ không có nói giá trên like được nha bạn. Chào Phương Yến nha. Áo em mặc. Rồi bạn Sông Hằng ơi, Sông Hằng có lấy áo màu không? Sông Hằng với Sam Sam á. Sông Hằng với Sam Sam có lấy áo màu này không? Chị thấy màu xanh rất là đẹp mà sao mấy chị không chịu vậy mấy chị? Tiền ship bao nhiêu á? Không phải là sĩ nè, ai hỏi sĩ đâu. Hiền Phú Thiện á. Tiền ship. Sao em thấy trên đây là chữ sĩ trời. Chị nghĩ là tiền ship bao nhiêu? Vậy hả? Tiền ship đâu có biết đâu Phú Thiện ơi. Không biết tiền ship đâu, cỡ khoảng 30k trở lên. Rồi sọc nha. Sọc ba màu luôn nha, phơm rộng nha. Mấy cái này là đẹp á, là phải 58kg bằng đẹp. Rồi ai lấy sọc comment giùm em là sọc nha. Sọc em có hai cái thôi, nhanh tay thì còn nha. Rồi xong hàng lấy áo xanh. Áo xanh đẹp lắm, không hàng lo gì. Trời ơi. Không hàng có. Sông Hằng có đơn rồi hả chị? Rồi. Rồi chốt cho Sông Hằng nha. Lên liền áo rách 59k. Rồi ai lấy cái len sọc này nè. Comment giùm em là sọc nha mấy chị ơi. Nó sọc trước sọc sau luôn á. Ở dưới tà của nó nè. Nó xẻ một bên này nè. Rất là bận, rất là đẹp luôn á. Ai lấy sọc comment giùm em là sọc nha. Có hai cái thôi. Sọc này có hai cái thôi. Rồi em lên len rách đây. Ai có hỏi len rách đợi em xíu không mấy chị? Em chỉnh cái len rách. Dạ. Ủa ta mấy cái len rách 39k mình để dành mình sale đâu hết trơn à.
Dẫu biết nằm ở đâu luôn. Mấy chị đợi em lấy lên gắt 39k đây. Cái gì chứ lên gắt em nhiều, cực kỳ nhiều. Chị sẽ like đi nha. 60kg thì Phú Thị 60kg, 60kg bằng vừa, ôm ôm chút ha. Lên lên dày nghe chị Thảo Trần. Lên em cầm là dày nha. Dày nhưng mà nó mịn chứ không phải là dày nó khô nha ha. 60kg bằng ôm. Rồi bắt đầu tới lên gắt. Sale đây rất 39k nha, chia sẻ nha. 62kg ôm nha chị Dung Nguyên ơi. 62kg nhưng mà cao thì vẫn cũng được. 62kg cao vẫn vô tư. Nhưng mà mét 6 á, mét 65. Lem rách 39k ha. Rồi, chuẩn bị chia sẻ nha mấy chơi. Bận cái này thì phía trong bận thêm một cái bra rất là đẹp nha. Thì Phú Thiện hai cái hồi nãy có Phú Thiện vừa không? 60kg vừa. Lem này vừa chị, 60kg là sẽ ôm. Bận ôm nó cũng đẹp, chị Phú Thiện. Chị bận chung với mùa lấy xin nó cũng đẹp nữa. Ai lấy cái này comment giùm em là 39k kem nha. Trời ơi, form này là form rách cho bụi bụi nè. Cái dây này là buộc sau lưng nha. 39k vàng nha. 39k luôn. Úp cái này. Này giống như cái khoác ngoài vậy. Rồi nha, vô phương kem 39k. Vô phương này thì trước có mấy đơn có đi rồi nè. Vô phương có một cái mới xả ra luôn á. Hết kem rồi Bảo Hân ơi, còn vàng. Này chị của vô phương 39k. Hết kem Bảo Hân ơi, còn vàng nha. Nhân tay thì vàng 39k nha ha. Rồi luôn, hồng 39k luôn. Hồng 39k luôn. Hồng là cái bận trồng ở ngoài giống nhau khoác cũng đẹp. Cũng được, bận cũng đẹp lắm mấy chị. 39k cho ai chia sẻ nha. Ai không chia sẻ đừng có mua bài cái mất công. Em kiểm tra không thấy chia sẻ, tí nữa xả ra nữa. Rồi nha, hồng, vàng hồng 39k rất là đẹp. Bé lì với lên đó kem. Đâu kem hết đơn. Rồi em ơi, bé lì hết rồi. Rồi Dung Nguyên lấy cái hồng đây. Dung Nguyên có đơn chưa chị? Không em. Dung Nguyên chưa có đơn hả? Dung Nguyên ơi cho liền số điện thoại với địa chỉ nha. Bán 39k lại thì lỗ rồi. Đừng có bơm hàng em nữa nha. Vô Phương một cái hồng. Ủa, đây. Vô Phương cho số điện thoại đi. Ủa? Vô Phương ơi, vô Phương cho liền số điện thoại đi nha. Địa chỉ thì đi hôm bữa còn. Áo khoác lố lố hả? Để chị nhớ cho em. Cái này đang nhiều. Cái này của bé Lì chị ơi. Bé Lì có số điện thoại. Bé Lì có số điện thoại rồi nha. Nè chị, bé Lì 39k. Rồi bé Lì 39k nha. Cái vô phương đó có mấy cái hồng đó. Vô phương cái hồng 39k hả? Với một cái kem hồi nãy nữa. Thôi bây giờ nè, em còn cái hồng 39, cái vàng 39 nha. Ưu tiên ai lấy một cặp này giùm em luôn đi. Rồi xong 39k lỗ rồi. Ố, Dung Nguyễn cho số điện thoại rồi. Dung Nguyễn một cái hồng nè. Đầm trên canh 160 nha, Hồng Nguyên, Hồng Thiên ơi. Vàng 39 có nha bé Lì. Du mua giùm đơn trên 100k nha. Mới đi hàng. Rồi bây giờ bắt đầu chia sẻ like đi. Chia sẻ đặng ơi. Em mới bán hàng 39.9 ngàn nha. Ai không lấy sọc thì em ngưng sọc. Em ngưng bán Dung lên Nguyên đẹp. Dung Nguyên lấy cái hồng kìa. Rồi Dung Nguyên lấy cái hồng nè. Vô Phương có thông tin này kìa chị. Còn một cái vàng, ai lấy cái vàng. Vô Phương là chỉ có một cái kem thôi nha. Nó không phải cái hồng này. Vô Phương em mới có một cái kem thôi nha. Rồi chị Hà Huỳnh. Cái này là rách nha mọi người. Em nói trước là rách nha. Lấy rồi đừng có nói tại sao nó rách quá. Nó là len bụi nha. Nó là len bụi, nó là rách như thế này đây. Chị Hòa Huỳnh lấy thì ok nha. Lấy thì ok nha ha. Chị Hòa Huỳnh thấy bình luận của chị Hòa Huỳnh 39 vàng nè. Nó là len rách nha mấy chị. Ok thì giùm em là ok. 39 ngàn chia sẻ đi, mới bán giá đó. Trời ơi cái len nó đẹp mỹ miều. Sọc. Ai lấy sọc sau lưng hả? Em đâu sọc sau lưng em đâu có đâu chị. Rồi đây là một cái sọc nè, ai lấy cái sọc này 120k thì quất giùm em liền đi. Sọc ba màu nha, tối ba màu như thế này rất là lạ. Phía trước, sọc sau luôn nha. Cánh dơi hơi nha. Mấy cái sọc này 58kg trở xuống bằng đẹp. 58kg trở xuống là bằng đẹp mấy cái sọc đó nha. Rồi 39k. Ai lấy 39k vàng này comment giùm em là 39k vàng luôn đi. Nó là len rách nha. Lưới này là đang phía sau ha. Cổ là cổ tim, phía trước là cổ tim như thế này nè. Bận vô bụi lắm mấy chị, nó là rách vai, nó vai nó hở như này là bận vô bụi nha. Áo này là bụi bụi nha, 39 ngàn. Rồi. Yeah. Rồi bắt đầu cáo này. Cáo này hôm bữa. Đây nè, cáo này nó bị lỗi phía sau chút xíu nha. Rồi chị Hòa Huỳnh ok nè chị. Còn cái này là bao nhiêu? 39 ngàn, Hòa Huỳnh ok nha. Đợi chị chút xíu nha, tại Ngọc Phương Lam.
nâu màu kem đây, hoa nâu màu kem dưới đây đây. Áo này ai chia sẻ nha, bắt đầu chia sẻ 10 nhóm tặng áo len này. Chia sẻ 10 nhóm tặng áo len này. Ai chia sẻ comment giùm em là đã chia sẻ 10 nhóm nha, với tặng chữ tặng nha, bằng em biết em tặng nha. Nó bị lỗi chút xíu thôi ha, bị lỗi chút xíu thôi đây thôi, nhưng mà đồ tặng mà mấy chị về bận cũng được, bận cũng được ha. Tặng cái này là tặng với điều kiện phải chia sẻ ngay bây giờ, chia sẻ lúc này thôi, chia sẻ hồi nãy không có tính đâu, chia sẻ lúc này nha. Chia sẻ lúc này mới tính nha, quay ra chia sẻ cho em. Rồi vô là bấm tặng ha. Bé Lì có nói có hai áo á chị. Đúng rồi em. Rồi bé Lì đúng nha, một cái vàng 29 với một cái 20k nha. Nhưng tặng mà mua trên 100 đi. Mua trên 100k mới đi nha. Chị Hòa Huỳnh ok cái vàng đó cho chị Hòa Huỳnh đó. Chia sẻ lúc này mới tính nha mấy chị. Để nhân viên em kiểm tra là chia sẻ lúc này em mới tính nha. Đây là một cái len rất là đẹp. Cái len này gút dây dưới đây đây. Tặng nha, áo này tặng nha. Đây cái len này sẽ gút dây như thế này nè mấy chị. Rồi phông to nha. Cái này là 58kg trở xuống vẫn đẹp hết. Trời ơi chất len rất là mịn luôn. Len Montagu cực kỳ mịn luôn. Cực kỳ mịn luôn. Cái áo này em bán rẻ cho mấy chị nha, 79k. Trời ơi chỗ khác nó bán chắc khoảng 120 á mấy chị ơi. Chỗ khác nó bán khoảng 120 ngàn. Ai lấy cái này comment giùm em là vàng 79 nha. Vàng 79. Cái trước này nó in hình cực kỳ mịn luôn. Vàng 79 ngàn. Mấy chị đi vô chỗ khác mua áo này 120 ngàn. Em nói đi chết liền luôn á. Cái gì phương ý gì? Chị em lấy cái sọc ba nào mà không. Cái đó. Ủa Phương Yến lấy cái sọc hả? Phương Yến ơi, Phương Yến ơi, Phương Yến lấy cái sọc ba màu. Là Phương Yến là ai ta? Là lít công ty hay ngoài công ty? Rồi, ai lấy vàng comment giùm em vàng 79k nha, vàng này cực kỳ đẹp. Vàng cực kỳ đẹp luôn. Vàng cực kỳ đẹp luôn đó chị. Ủa cái sọc này hả Phương Yến? Cái sọc này đúng không? Cái sọc ba màu nè. Đó, đây là cái sọc ba màu nè, 120k nè, chất này là chất len dày nha. Mấy chị nhìn nó phối nè. Đó, nó đi chích liền rất là đẹp luôn. Rất là đẹp luôn. Rồi ai lấy sọc ba nào comment giùm em là sọc 120 đi cho em đừng có lộn nha. Để em xem là ai chia sẻ nhiều. Sọc bán vô cầm. Nguyễn Thu Phương. Nguyễn Thu Phương ơi, sọc vô cầm phải không? Ai lấy sọc đó comment giùm em là sọc 120 nha. Phương Yến lấy cái sọc. Phương Yến lấy cái sọc đó đúng không? Em trong công ty. Rồi đúng rồi. Phương Yến lấy cái sọc này thì ok nha. Sọc ba màu này cũng rất là đẹp nha Phương Yến. Chị like cái nào thì chị like nha. Còn cái áo mà hôm bữa em đặt là áo khác áo này nha Phương Yến. Lấy sọc này thì ok nha chị nha. 120k rất là đẹp. Em bán trong lấy rất là đẹp mấy chế ơi. Đây đây đưa Phương Yến đi. Phương Yến là Phương Yến mặc cái áo khác đó chị. Chị ghi Phương Yến là biết không? À hôm nay không có sếp chị Mỹ Thu, sếp về rồi. Sếp hôm nay về rồi nhưng mà em chưa có like. Tại hôm nay là em muốn like áo len đẹp á. Từ từ, đừng từ từ, đừng đồ bộ từ từ. Nên hôm sau em like sếp á, chị Mỹ Thu ơi, muốn đốt thì sếp á thì hôm sau ha. Hôm sau vô xem ha. Rồi để em xem là chế nào chia sẻ nhiều nha ha. Trần Quỳnh à, Tôi rồi nha, tặng cho bạn Tạ Ngọc Phương Lam nha, tặng cho bạn Tạ Ngọc Phương Lam nha. Tạ Ngọc Phương Lam nha, tặng cái áo này cho Tạ Ngọc Phương Lam nha chị. Tạ Ngọc Phương Lam chia sẻ nhiều nè, em thấy Tạ Ngọc Phương Lam nè, vô phường ơi, tí nữa chị có tặng, tí nữa đơn sao sẽ ưu tiên cho người nào mà chưa được tặng nha ha. Nhưng mà nói mua hàng đâu để phải mua chung. Hàng mới được nha, không mua hàng là không có gửi đi đâu mấy cháu ơi. Rồi cái len hoa này nè, len hoa này là hàng ui cha trời ơi 89 ngàn nha, 89 ngàn nha. Hồi nãy có cái sọc không chế không hiểu á, không hiểu Phương Yến nấu gì hết trơn. Đây cái hoa 89k nha. Rồi ai lấy hoa 89 comment giùm em là hoa 89 nha. Tâm ơi đợi chút xíu, Tâm đợi xíu Tâm ơi. Hoa 89 nha. Len này là len lỗ nha. Ai mua cái này rồi thì cực kỳ đẹp nha ha. Cực kỳ đẹp luôn nha. Áo len có mũ không có chị ơi. Em không có về áo len có mũ. Không có về, em chưa có về nữa ha. Hoa 89k. Cái phông hoa này rất là đẹp. Mấy chị nào bật ra nó đẹp bẹt vai như vậy nè. Có hoa kem. Hoa kem trong tâm.
Cái Tâm lấy nữa hả? Tâm mua rồi, mua áo này rồi, lấy nữa hả? 89k cho Tâm. Rồi. Đẹp chưa? Rất là đẹp nha, cổ đính kim sa luôn nha mấy chế, cổ đính kim sa luôn. Thôi bán cho mấy chị cái này hả? 69k nhanh tay thì còn nha, 69k, 69k cái này ha. Rồi, chốt cái hoa cho bạn Hương Tâm Tự. Ai lấy kim sa, ai lấy bi comment giùm em là bi đi. Bi này là bi thiêu nha, cái bi này là nó thiêu lên luôn á. Bi nha, bi thiêu 69k nha, bi 69k. Mờ thoát ra vô lại nha, tại Ngọc Phương Lam ơi. Nguyễn Trang hả? Phương Yến nói là cái sọc cam thì phải, sọc cam hết rồi. Sọc cam em hết rồi mấy chị ơi. Em còn sọc nữa, từ từ để em dơ lên nha ha. Em còn sọc nữa nha. Rồi, đồ bộ của chị là đồ bộ giống hôm bữa đó nha chị Su ơi. Đồ bộ giống hôm bữa, chị chưa có về đồ bộ mới. Đồ bộ giống hôm bữa đó ha. Rồi nha, ai lấy cái này thì comment giùm em là bi. Bi theo nha, len này là chất body. Form này là form body như thế này nè, mặc form body ôm nha. Phương Yến, sọc chị còn á, cái sọc đó hết rồi Phương Yến ơi. Hình cẩm không có màu khác nha. Phù phan heo. Rồi hoa kem hết rồi. Hoa kem không có nha bé Lì ơi, hoa kem có một cái một và hồi nãy bé Tâm comment trước rồi. Cái này bỏ ra đi. Cái gì vậy? Ha, em có cái áo thun này rất là đẹp luôn nè, áo thun này rất là đẹp luôn. Hôm bữa là bán 95k đó, bây giờ sale luôn 85, ai lấy comment giùm em là thun, thun này là thun Thái nha. Thun Thái nha mấy chị, 85k ai lấy comment giùm em là đỏ 85 nha, đỏ 85. Đỏ 85. Tên giày nữa hả Nguyễn Trang, đợi chút xíu nha. Đợi chút xíu nha, em like có này có kia cho mấy chị coi ha. Quần quần gì không hiểu chị Su ơi, quần gì chị không hiểu, cưng đọc không hiểu, đọc không hiểu quần gì ta, không có quần dài tay. Quần dài là sao, quần mày quần dài tay là sao, đây là dài hả chị? Không em, quần dài đồ dài không có, hiện bây giờ chỉ có quần đùi thôi. Chào chị Bùi Hoa nha. Len này, cái này là chất len nè, form này là form, form này chuẩn có khoảng 50-58 kg trở xuống bằng đẹp nha. Len sọc luôn nha, 69k nhanh tay thì còn nha, sọc 69 nha mấy chị. Comment giùm em là sọc 69 nha, rất là đẹp. Sọc 69 nha. 62kg không vừa. 62kg bằng không vừa đâu Bảo Duy ơi. 62kg bằng mấy cái len dày đi nha ha. Len form rộng tay lỡ hả, form rộng tay lỡ hả, để chị xem cái cục chị chuẩn bị nha. Chị chuẩn bị cái cục này không biết có trong đó không, tại vì rất là nhiều hàng nên phải chia cục ra like mấy chị ơi. Em một cái chị, cái nào mới được, cái nào Bùi Hoa ơi, comment vậy là không biết đâu Bùi Hoa ơi, comment vậy là vô không biết đâu. Lên lên dài em còn rất là nhiều. Rồi cái vàng này sale cho mấy chị luôn nha, thôi cái vàng này nó bị lỗi thôi em tặng nha, cái vàng này bị lỗi thôi, em tặng nha ha. Vậy chị lấy cho em cái sọc 120k nha chị. Ok nha Phương Yến ơi, cái đó lấy cho Phương Yến rồi á. Chị còn rất là nhiều sọc, hôm nay like không hết thì hôm sau chị like tiếp, lên giày rất là nhiều luôn á. 120 rất là nhiều. Rồi, ai tặng vàng thì comment giùm em là tặng vàng nha. Chia sẻ lúc này thôi, kiểm tra chia sẻ lúc này thôi nha. Tặng vàng nha. Tặng vàng nó bị lỗi nha. Len nó bị lỗi rồi nha mấy chế ha. Xíu apply. Rồi, em cứ bấm, em chủ động bấm tin nhắn cho chị trước đi nha ha. Chủ động bấm tin nhắn một dấu chấm hay chị để chữ sĩ gì đó, chị biết chị tính nha em ha. Lấy hàng gì mới được, hàng len đủ thứ lô hết ha. Bắt đầu chia sẻ nha, chia sẻ 10 nhóm 20 nhóm bây giờ tặng cái áo len này nha, với điều kiện có chung đơn mới đi, mới đi nha, mới tặng nha ha. Tặng vàng, tặng vàng, comment lẻ đi chứ. Tặng vàng. Vô phương rồi mình. Thấy vô phương quá trời luôn, nhưng mà vô phương có chia sẻ không? Vô phương có chia sẻ thì tặng nha ha. Rồi một cái sọc xanh này luôn 69k nha, ai lấy cái này là tay tay lỡ tới đây nè, sọc xanh 69k nha ha. Rồi ai lấy thì comment giùm em là sọc xanh nè, sọc xanh 69k.
đẹp lắm, cái thật xanh này đẹp lắm. Chọc xin 69k nha. Vô Phương có chia sẻ không? Ui cha. Chia sẻ nhiều phần luôn hả? Rồi nha, một tí nữa chị kiểm tra lại lượt chia sẻ chế độ công khai nha. Rồi chị tặng cái đó cho Vô Phương đi. Cái này để hôm sau tặng nữa nè. Rồi, bạn Vô Phương ơi, tặng cho cái đó cho bạn Vô Phương nha. Tặng cái vàng đó cho bạn Vô Phương. Đây một cái lem body nha. Lem body rất là đẹp đây nè. Hôm bữa trong công ty của mình ai lấy màu trắng, bây giờ nó có màu đỏ nha. Comment giùm em đỏ nha. Đỏ 69k nha. Đỏ 69k, rất là đẹp luôn. Lem body chắc này là chắc lem mỏng chứ không có dày nha mấy chị. 69k nha, lem body. Mình chưa từng. Nãy giờ chưa có sọt vàng rồi đó. Ở đâu? Tặng vàng á. Huyền Trang lấy cái sọc xanh nè. Sọc vàng đâu chị, em đâu có cái nào sọc vàng. Cái chữ tặng vàng á. Rồi nha, chốt cho Huyền Trang. Huyền Trang có số điện thoại cho chị chưa? 69k. Huyền Trang cho liền số điện thoại thông tin nha Huyền Trang ơi. Ưu tiên ai có số điện thoại với địa chỉ trước nha. Nè Huyền Trang nè. Ưu tiên ai có số điện thoại với địa chỉ nha ha. Ai lấy len đỏ 69k hôm nay dùm em là len đỏ đi. Cái len đỏ này đẹp quá. Bảo Hân ơi, len nào rách giống chị giống nãy không hả? Rách giống nãy hả? Chị không biết nữa em, bây giờ em mua mấy cái này. Để chị like tới đâu, chị móc tới đâu, chị like tới đó nha ha. Có thì chị like lên. Có thì chị like lên nha Bảo Hân nha. Không thôi tí nó mua đồ bộ cũng được. Tuột view. Em tuột view rồi, mấy chị cũng chia sẻ cho em là em bó tay luôn á. Bắt đầu em lên len đẹp nữa nha ha. Đây nè, cáo này ai thích rất tốt, nó hơi rất tốt hơi này nha, len nha, nó hơi rất tốt như thế này đây. 79k, ai lấy bi 79, hôm nay dùm em là bi 79, nó hơi rất tốt hơi nè. Bi 79 nha, hôm bữa cái này bán 89.000 đó, tại Ngọc Phương Lam sao em. Mua đơn cho 100k mới đi nha, bi 79, ai lấy thì comment nha, học xanh 60kg bằng vừa nha, học xanh 60kg bằng ôm nha chị Huyền Trang. Bi 79k. Huyền Trang có lấy sọc xanh thôi. Huyền Trang có lấy sọc xanh thì lấy nha. Lên số điện thoại luôn. Cho em số điện thoại luôn. Nó sọc xanh 60kg thì nó sẽ ôm đó. Giờ nha. Đây. Đây nè, 60kg bằng mấy cái này đi ha. 60kg lấy mấy cái này nha. Đây. Nãy cái sọc này em còn một cái nè. Nãy hai cái chị kia lấy một cái, còn một cái nè, nó cũng xẻ với tà nè ha. Rồi 120k nha. 60kg bằng mấy cái này nó sẽ đẹp hơn nè, nó ôm. 60kg bằng mấy cái này nó sẽ đẹp hơn. Chất len cực kỳ đẹp luôn ha. Len đen bi Huỳnh Cẩm, len đen bi thêu. Bi thêu là cái này á. Cái này không phải bi thêu nha, cái này là bi đan luôn á. 79k comment em giá tiền đúng 79 nha ha. Áo chị mặc có màu khác không? Không, chỉ có một màu này nha Vô Phương. Áo chị mặc có một màu này thôi nha. Áo tím, bữa nói chụp hình. À chị ơi, chị Mỹ Thu ơi, áo tím nó có khách lại shop lấy luôn rồi chị Mỹ Thu ơi. Qua bữa sau có khách lại shop lấy luôn rồi đó chị. Sọc này 120k nè. Ai lấy sọc comment giùm em là sọc 120 rõ nha. Comment rõ như vậy đi lấy nó không có bị nhầm hàng nha mấy chị. Sọc này quá đẹp rồi. Sọc này cực kỳ đẹp luôn, không lấy là tiếc hùi hụi luôn á. Thì nãy gì Huyền Trang lấy. Huyền Trang có lấy không, lấy em xả cái xanh đó ra chị ơi. Sọc nó đẹp lắm. Để chị kiếm nha, để chị kiếm nha bạn Ngọc Phương Lam. Tại vì chuẩn bị cái lô lên, like lô nào là phải chuẩn bị cái lô đó trước cho mọi người thông cảm nha. Đây 60kg nha mấy chị. Đẹp thì 58kg trở xuống nha. 60kg bông trang được hết luôn. Bạn với cái chân váy như em bạn cũng đẹp đó nè ha. Rồi ai lấy tim á, comment giùm em là tim nha mọi người. Tim nha. Tim đỏ. Tim nè, tim nha, tim nè, có màu một à. Ai lấy tim hôm nay giờ đây là tim 120k nha. Bận đi mùa đông không lạnh luôn. Chị gì Nguyễn Trang kìa, hồi nãy hỏi tim dày á, cái len dày á. Rồi ai hỏi len dày thì hốt mấy cái len dày này. Rồi Huyền Trang không lấy xả đó đi chị. Rồi nha, ai lấy cái của bạn Huyền Trang 69k xả thì mới chế chốt dùm cho em luôn nha ha. Sọc xanh rất là đẹp. Không lấy thì chỉ tiếc thôi. Giá rẻ rồi. Rồi nha, ai lấy bi thì thầm ý lộn, ai lấy tim hôm nay giờ em là tim nha. Tim này đẹp quá trời đẹp.
Vừa cái là bạn đi Noel. Đẹp lắm. Trời ơi, chị cầm cái chất nè, y chang như cái chất năm ngoái em mua 220 ngàn luôn á. Không có nha chị Xu ơi. Chị Xu ơi không có nha em. Bạn Tâm hỏi lên mỏng nè. Trời ơi cái tim nó quá trời đẹp mà sao mấy chị không thấy, like tới cái tim cho chị. Ôi trời ơi. Sao kỳ quá, cái tim nó đẹp muốn chết luôn không lấy. Rồi cái này là form nhỏ nè ha, chị Xu ơi lấy cái này vừa với em nè. Rồi ai lấy cái len này comment giùm em là len tim luôn ha. Chia sẻ like lại đi mấy chứ ơi, chia sẻ like lại đó. Cho lên đi, em bắt đầu bán 49k ha. 49k. Lên 50 view mới bán được giá này nha mọi người. Ai lấy cái len tim này, ai lấy cái len tim 59 comment giùm em tím nha. Nó là màu tím. Màu tím á, 59k ha, màu tím 59k. Tím 59k nè, rất là đẹp luôn. Chị ơi cho em xem đi chị đi. Xem cái nào, từ từ Tạ Ngọc Phương Lam ơi. Rồi bạn Vô Phương lấy cái hồng mà lên tím này đúng không? 59k chốt cho bạn Vô Phương đi. 59k. Trời rẻ quá trời rẻ. Có mấy, có 59-49 ngàn không? Mấy chị mua giá này không bao giờ làm hết trơn. Bạn Vô Phương nè, quá trời đẹp luôn. Có một cái màu mà hết rồi. Vô Phương mà không vừa hả thì chốt cái hình cẩm nha ha. Co giãn muốn chết luôn quý chị ơi. Hình cẩm nè, 59k. Hình cẩm có số điện thoại chưa chị? Chào chị em Mỹ Lợi nha. Hình cẩm cho số điện thoại với địa chỉ liền nha. Chào Mỹ Lợi, chào Mỹ Lợi. Ai chia sẻ nhiều nhất là nhớ chia sẻ chế độ công khai kiểm tra nhiều nhất em mới tặng được công tay này nha mọi người. Cái cổ này nó hơi nhỏ nha, cái cổ này tháo cái nơ ra nó hơi nhỏ hơn. Cái form len này đẹp nha ha. Ai lấy, trời ơi, nó đẹp. Có đến cái chốt này nè ha. Len lỗ mà còn. Len lỗ hết rồi. Len lỗ hết luôn rồi, Tạ Ngọc Phương Lam ơi. Hết len lỗ luôn rồi. Rồi, ai lấy cái cổ nơ thì comment giùm em là nơ nha. Nơ nha, 69k. Nơ 69k bán lỗ luôn, 69k. Lỗ rồi, 69 ngàn. Nơ, nơ, nơ. Tím hết rồi Trần Hằng ơi. Chút xíu chị lai áo khoác, chút xíu em lai áo khoác phía sau nha mấy chế. Nơ 69 ngàn. Chị Huỳnh Cẩm. Huỳnh Cẩm không có số điện thoại thì cho Trần Hằng đi. Huỳnh Cẩm không thấy số điện thoại cho Trần Hằng. 69k. À, thấy số của Quỳnh Cẩm. Rồi em thấy số điện thoại của chị Quỳnh Cẩm em mua đơn trên 100k để em đi nha mấy chị. Trời ơi áo len xuất khẩu thiệt mấy chế luôn. Mấy cái áo len này hôm bữa bán 130 ngàn, nó là len xuất khẩu nha. Nó là rất tốt đây nè, đừng có lo rộng chật gì hết trơn, nó là dạng rất tốt luôn nè ha. Rồi ai lấy cái len sọc xanh comment sọc xanh, cái tay nó rất là lạ, đo cực kỳ đẹp luôn ha. Trời ơi bán cho mấy chị cáo này như 89 ngàn luôn, hôm bữa bán 130 ngàn á. Rẻ tao. Ai mua mấy đợt rồi là biết, 130 ngàn. Bây giờ bán 69 ngàn luôn ha. Chắc không quá Tạ Ngọc Phương Lam ơi. Để chị tìm, chị tìm thấy thì chị like nha. Tại vì chuẩn bị sẵn cái cục like dưới đây rồi, cầm cái gì lên là like cái đó liền nha. Rồi, ai lấy sọc 89k comment giùm em. Sọc 89 nó là dạng laptop nha. Thích laptop bụi bụi thì lấy mấy cái này về bận. Chị mấy chị nhìn thôi. Như chị hận thử. Cái này hả? Bằng đường. Ừ, nó ngắn nhưng mà chân váy này cũng cao không tới nổi, đẹp lắm. Ừ. Em rộng không? Rộng với em tại vì mới hỏi em bằng nhiều không? Em bằng rộng. Ừ. Rộng chút xíu tại vì em ốm quá mấy chị, em có 47 kg. Ừ. Em ốm đợi xíu đi Tạ Ngọc Phương Lam. Đợi nghe sọc 69 ngàn. Đây một cái màu tím luôn, cho mình xem sọc trắng đen đó bạn. Sọc trắng đen nào vậy Phương Phương ơi? Trời ơi mấy chị thấy niêm tắc giá không? Trời ơi 135 ngàn. Thiệt chứ. Ố cáo này hôm bữa ông bé Tâm lấy nè. Trời ơi 89 ngàn, hốt liền đi Tâm ơi. Tâm nó lấy mà hình như là comment hết rồi. Em bận cho mấy chị xem cáo này. Bán 89 ngàn lộ thật ca. Ơ cáo của em, ai lấy áo của em thì chuẩn bị chia sẻ bài đi nha. Lên 50, lên 80 like gì 90 like em mới bán cáo của em nha. Giá 79k luôn nha ha. Ai thích cáo của em thì chia sẻ lên 80 like, 80 view bán liền áo này nha. Rồi, trời ơi, áo màu tím.
Ai lấy cái lem tím ở đây xuất khẩu nha. Ai lấy màu tím em comment giùm em là tím nha. 89.000 luôn, bán 89.000 cho mấy chị luôn. Lỗ sạch xe, hồi bữa bán 130, đợt trước bán 130. Còn là mấy cái, bán 80.000 luôn, 89.000. Tím nha, tím ngoài trước có rang, ngoài sau có rang luôn. Tím này đẹp quá à. Linh chúc một cái tím nè. Rồi cái này là cái khoét vai nha. Chắc hết áo len lỗ rồi, chị không giữ đơn đâu. Tại Ngọc Phương Lam ơi, không giữ đơn. Tại giữ đơn mấy bạn, mấy bữa sau mấy bạn không có xem like, mấy bạn xả hết à. Rồi nha. Len này là len khoét, khoét lỗ nè. Bận kỳ đẹp luôn á. Áo chị đang mặc hả? Trời, áo chị đang mặc có 79.000 em ơi. Áo chị đã... Ủa? 89.000. Áo em đang mặc 89.000 đúng không? Ừ, 89. Áo đang mặc 89.000 chị ơi, nó có lộn giá không? Đẹp lắm ha. Chia sẻ like rồi, ai lấy cái này 89k em sọc đỏ nha. Chất len này là chất len đẹp nha mấy chị, len xuất khẩu nha. Phương Nabi sọc hồng. Sọc hồng là Phương Nabi cái này nè. Rất là đẹp luôn. Cái đó là nhiêu? 89.000, lỗ rồi. Hôm bữa bán 130.000 á. Phương Nabi lên này số điện thoại với địa chỉ nha Phương Nabi. Chào như mình Phan nha. Từ Thảo Hồng, từ Thảo. Phương Nabi ơi. Phương Nabi cho em số điện thoại liền nha, còn không có em chốt với chị Từ Thảo nha. Đẹp quá. 89.000. Phương Nabi cho em. Rồi, khoét vai của bé Tâm. Phương Nabi không cho em số điện thoại thì em chốt cho hai chị kia nha ha. Cái tím này đẹp lắm á Tâm ơi, tím hôm bữa em hỏi chị nè. Trời ơi, giờ em lại bận cái tím này cho mấy chị xem. Ai thích cái áo của em á thì tí nữa vô like lại nha, vô like xem lại nha. Em bán nó này 89k luôn. Cùng đơn với Sam Sam nha. Phương Nabi cùng có đơn rồi hả? Cùng đơn với ai vậy? Sam Sam hả? Rồi chốt cho Phương Nabi đi. Rồi ok cái đó cho Phương Nabi nha. Trời ơi, nói chuyện với chị cái tím này đẹp. Trời ơi, đây nè. Cái tím là bận cho nó sáng gì nè. Người sao nè. Con bớm nha. Ai thích tím này 89k comment vô đây là tím nha. Tím 89.000 luôn. Ở dưới nó là bo lai như thế này nè mấy chị. Đẹp quá. Bữa bán 135.000. Một áo chị đang mặc. Áo đang mặc là áo sọc á hả Nhật Nguyễn ơi. Chưa nha, áo sọc nó tí em bán. Lên 80V em mới bán được mấy chị ơi. Tại có số lượng nhiều quá ha. Trời đất ơi, Bi Phương Nabi hôm nay có lên váy không chị? Hôm nay không có lên váy nha Phương Nabi. Váy rất là nhiều nhưng mà đang soạn hàng á. Tím cho Phượng Kiều nè. Phượng Kiều ơi cho em số điện thoại với địa chỉ. Em chốt cái tím em đang mặc nha. Phương Dương, tím này là form thoải mái mấy chị ơi. 60kg vẫn được hết nha. Rồi ai lấy cái tím của em. Tím của em là chị Phượng Kiều dốc trước nè. Cho em số điện thoại với địa chỉ nha ha. Không có thì chốt cho người sau nha. Tím này vô tư mấy chị ơi. Chắc lên coi giảng mấy chị lo gì. Nó là ren nha. Bận vô cổ ren như thế này nè. Thấy anh chị thấy số điện thoại của chị kia cho. Ủa cái tặng này tặng cho ai ta? Áo vàng vô phương. Vô phương tặng cái áo vàng nha. Trời ơi cái bi nha mấy chị. Ai lấy bi này comment giùm em là bi. Nó là màu xanh nha. Rồi thấy số điện thoại của Hướng Dương nè. Cho Hướng Dương tím đi. Bạn Phương Kiều không thấy số điện thoại rồi. 89k. Hướng Dương cho em liền địa chỉ luôn Hướng Dương ơi. Cái này cho Hướng Dương. Số điện thoại gì kinh khủng vậy ta? Đúng rồi. Áo này áo chị mặc hồi nãy là cũng rách luôn á. Áo len sọc còn nha Mỹ Lệ. Áo len sọc còn nha. Chia sẻ lên 80 like em bắt đầu bán nha. Thấy địa chỉ của Hương Dương ở Tân Bình nè. Rồi bắt đầu tới LB nha. 89.000 luôn. Trời ơi nó đẹp mịn nè. Ôi cái len này nó mịn nha mấy chị. Cái len này nó mịn nha. Con tay giống chị hả Bé Lì? Con tay giống chị có kiểu khác em. Chứ kiểu giống gì không có. Giống gì có độc nhất độc đôi. Một đôi thôi ha. 89k. Ai lấy bi comment giùm em là bi nha. 62kg vô thoải mái luôn mấy chị ơi. Em 48kg, 47kg mấy chị tự canh size với em nha. Rồi ai lấy bi comment giùm em là bi nha mấy chị. Bi này em có hai màu nha ha.
bi ở ngoài là màu tím á, còn này là giống như màu xanh tím đậm đi, nó giống như xanh xanh vậy đó. Ai lấy bi này thằng bây giờ mình lên bi 89.000 đây, tội lên là đẹp hết. Lên này cực kỳ đẹp luôn. Ôi mấy cái áo sọc này ai chia sẻ lên 80 view đi mấy chứ ơi, nó bán được mấy chứ, tại số lượng nhiều quá, để ít quá em còn còn, nó bán còn còn mấy chứ. Bắt đầu chia sẻ nha, áo len này có rách nha mấy chị. Áo len này có rách nha, nè, nó rách như thế này đây nha. Nghĩ lại mình hả? Của mình á, không sao. Bạn áo ba. Để cho tặng Ngọc Nhi Lam xem cái chị. Cho em xem nha ha. Bé Tâm có lấy cái áo len rách này comment luôn nha bé Tâm ơi ha. Đây nó rách như thế này đây nè. Rách mà rách kiểu nó bụi lắm ha. Rồi Tâm có lấy thì chốt luôn nha Tâm. Ai lấy cái bi em đang mặc thì comment giùm em là bi. Bi vô. Trời ơi bi này đẹp quá à. Trời ơi tặng Ngọc Phương Lam ơi. Chị thấy em 60kg bằng vô tư nha chị. Đây nè. Ơ 60kg cao đó vừa không chị Ngọc. Cái nào 60kg leo bi này cho nó chắc chắn. Tặng Ngọc Phương Lam ơi. Áo bi này đi. Kéo kia sợ nó ôm tí nha ha. 89k áo bi này. Ai lấy thì comment dùm em là bi xanh đi. Cái này là màu xanh nè. 89 ngàn. Cái này là bi tím nè. 60kg mấy chị lấy cái áo bi này đi. Chị bận thoải mái. 60kg là bận ok à. Vậy mà bạn nó cứ là lên ấy sao bọn được. Trời ơi Thí Kiều á, lên sọc hồi nãy á, sọc hồi nãy muốn đẹp á, 58kg trở xuống đẹp nha. 58kg trở xuống là đẹp cái ốc sọc đó nha. Rồi bi này là bi tím, bi hồi nãy là bi xanh nha, bi này là bi xanh nè. Ai lấy bi thì mang nhìn em bi. Rồi ok nha. Lấy cái tâm cái tâm đẹp lắm mấy tâm ơi. 60kg ôm, ôm lắm luôn á, áo sọc ôm lắm luôn á. 38kg áo len sọc đó, 38kg mặt rộng lắm em ơi. 38kg nếu mà 1,5m thì bận được, 1,5m bận được, 38kg 1,5m bận được. Chứ đây 1,6m mình rộng lắm. Bi này mấy chị không thích chứ thật sự cái giải bi này ở ngoài là nó là quá đẹp, mịn chân luôn. Cầm mà nó nhẹ như là von vậy á. Cầm cái áo bi này nhẹ như cái von vậy á. À ha, tiếp tục nha. Ai lấy bi thì cầm bi là bi nha. Không thèm qua mẫu đây. Nguyễn Thị Cẩm Giang bi xanh. Bi xanh cho Cẩm Giang nè. Chốt cho Cẩm Giang nha. Nguyễn Thị Cẩm Giang. Cho em liền có đơn. Vũ Minh Thư ơi, áo bi này 89k. Cẩm Giang có đơn chưa chị? Chị nhớ nghe thấy lên quen kêu lên số điện thoại. Cẩm Giang cho liền số điện thoại với địa chỉ đặng ưu tiên nha. Em ưu tiên ai có số điện thoại với địa chỉ nha. Rồi bắt trời, em đứng lên trời ơi, tao gian nè hả? Rồi biết rồi. Chị ghi Cẩm Giang mở ngoặc bạn em đi. Vũ Minh Thư 89k nha Vũ Minh Thư ơi. Áo em đang mặc là 89k. Áo len mình thoải mái lắm, 60kg. 60kg bằng vừa nha mấy chị. Đây ha. Rồi nè. Trời ơi, choker đây. Cái choker này nằm ngoài trước cũng nằm ngoài trước hay ngoài sau ta? Cái này ngoài sau á mấy chị ơi. Cái choker này nằm ngoài sau nha. Khói rất là đẹp nha. 60kg bằng ôm lắm nha. Ôm lắm nha. Để thấy số điện thoại của Nguyễn Giang nè ha. Áo bi đỏ 65kg. 65kg bằng ôm nha chị. 65kg bằng ôm nha Ali Phạm ha. Rồi ai lấy cái này. Cái này 60kg hả. Rồi cái này đẹp á. Ôm thì 60kg nha. Còn không thì 58kg bằng đẹp. 58kg trở xuống. Bán cho mấy chị. Bắt đầu chia sẻ đi. 49k ha. Ai lấy cái này comment giùm em là 49k. Em có mấy nào đây. Có mấy chị comment nào này trước đi. Chị lục màu lâu quá. 49k nha. 49k lấy thì chị comment 49k là em biết áo này thôi. Cái chất cơ là biết là dễ thương nằm sau lưng á. Sau lưng nha mấy chị ha. 49k. Rồi 49k rẻ. Bèo bèo bèo. 49k. Ai thích mỏng thì lấy len này nè. 49 quốc liền đi mấy chị ơi. 49k nha, quốc liền nha. Không quốc liền là sau này tìm lại không ra mấy gáo này đâu, hóng hội luôn á. Ôi hồi nãy em có một cái hồng hết đó nè.
Cô Phương không có đen nha em. Nãy em tưởng hết giờ còn nữa nè. Ai lấy thì comment giùm em là tím đi. Nó ngoài nó màu tím á. 59k nha. Tím củ tim 59k lấy tím. Áo bảy màu không có vừa nha. Tạ Ngọc Phương Lam 60kg bận ôm lắm. Tạ Ngọc Phương Lam có lấy mới xả ra đi. Bận ôm lắm. 60kg lấy mấy cái bi này bận thoải mái nha. Rồi. Ồ ok nha, ok nha Hương Tâm. Hương Tâm tự nha. Phương Yến ơi, bi xanh một cái phải không Hương Yến? Dạ ok, chốt cho Phương Yến một cái bi xanh nè. Phương Yến là công ty. Phương Yến công ty á chị. Yến mà mặc áo caro đỏ, Ngọc nhớ không? Áo khoác á. Yến Phương hả? Ừ. Rồi nha, ai lấy cái áo này 59k comment cho em là tím 59 rõ như vậy đi ha. Để em lấy không có lợn, tím 59. Đẹp lắm, chắc body đẹp lắm. Tám chín ngàn đi giá cho em đi chị, để quên chị. Rồi vô Phương, vô Phương ơi, lấy cái 49k phải không? Ủa 49k là cái nào? Cái này 59 à? Vô Phương lấy 49k là cái nào? Trời ơi, 49k cái nào vô Phương? Chị đâu có nào 49k đâu. Cái này là 59 đó em. Mấy chơi chia sẻ cho lên 50 view với tụ hoài. Rồi màu hình cẩm nè, hình cẩm cái tím 59 nè. Hình cẩm như thích màu tím. Hình cẩm thích màu tím hả? Cẩm là tím á. Bảy màu có coi giãn, có coi giãn nhưng mà ít nha, tại vì lên gân. Ừ. Ôi bạn nó lấy một cặp luôn á. Vô Phương chị cất rồi, cái màu da em hỏi có đen không? À đúng rồi. Dạ. Sao chị? Cái này một cặp luôn. Ủa tím hồi nãy chị Quỳnh Cẩm lấy rồi, bây giờ lấy nữa hả? Hỏi chị coi đi. Quỳnh Cẩm ơi, chị có bấy lộn không? Hai cái chị lấy là giống nhau á. Rồi nghe vô Phương có nha. Phương vô Phương 49k cái này có nha em. Trần Hằng này phải trong công ty không ta? Cái con nít chị. Đúng rồi chị. Ủa cái nít của chị Trần Hằng là con mèo mà. Con nít này con bé á. Rồi vô Phương 49k chốt cho vô Phương nè chị. Liện như bạch vô Phương giùm em. Trần Cẩm ơi, Trần Cẩm ơi, chị có lộn không chị? Vô Phương 49k đẹp lắm. Giải len nó đẹp. Ôi ôi, đẹp lắm nha mấy chị. Ai lấy hoa hồng thì chốt giùm em là hoa hồng nha. Hoa hồng là đính vô chứ không thiêu nha. Đính vô nha, hoa hồng đính vô 69k. Lấy thì chốt nhanh giùm em hoa hồng 69k. Cái này là chỉ dư thôi chứ không có gì hết trơn. Cắt là được. Hoa hồng 69k chắc len rất là mịn luôn. Cái này là cỡ khoảng 55kg trở xuống sẽ bận đẹp ha. 55kg trở xuống bằng đẹp nha mấy chị. 69k. Ai lấy ha, hoa hồng thì chốt cho em hoa hồng. Vậy là lấy một cái tím cho chị Trần Hằng đi em. Lấy một cái tím thôi. Rồi em chốt cho chị Hằng Trần Hằng một cái tím nha ha. Liện cái đó đi chị. Mọi người nhớ mua đơn trên 100k đàn em đi hàng nha. Còn không lần tí nó mắc đâu em xả ra ngồi like mệt lắm mấy chị. 69.000 cái áo hoa hồng nè. Hốt luôn đi, rất là đẹp. Đen quá mịn. Dạ lấy một cái ok nha. Chị Trần Hằng một cái tím, tím 59k chốt cho chị Trần Hằng. Ok, đợi tí nha chị Phương nha. Bí đi em, bí đi em. Trời ơi, em thấy không? Thời gian em lấy em. Khổ ghê. Bao nhiêu tiền đây? Thí Kiều ơi, 60 cân. Hoa hồng có màu đen chị. Hoa hồng có màu đó là màu nâu, màu kem với màu đen. Tí nên cho màu đen lên cho chị Hằng Trần Hằng nha. Màu nâu đó cũng đẹp quá nè. Trời ơi cái len này mấy chị thấy nó vậy đó chứ bận như cực kỳ dễ thương nha. Bận như dễ thương lắm. Trời ơi bà Bảo Duyên đâu rồi, bà Bảo Duyên. Bà Bảo Duyên đâu rồi, cáo này Miner của bông cực kỳ đẹp luôn. Quá đẹp rồi. Cầm len chất là mịn luôn á mấy chị. Rồi ai lấy cáo này comment giùm em là trắng nha, 59k nha. Trắng 59. Quá trời đẹp. Thấy em không có bận cái kem, bận cái này chồng vô ha. Trắng 59k. À bận cái màu đen hả? Ừ, màu đen bận này vô nó bị bay. Trắng 59k comment giùm em trắng 59 đi. Tụt phiêu dữ thằng ôm thằng thằng. Cái gì? Tụt phiêu quá. Trời ơi sao tụt phiêu dữ thằng vậy mấy chứ. Trắng 59 nha, tụt phiêu của này nghỉ bán luôn. Bán đâu có ai coi đâu. Ờ bà Bảo Duyên kìa. Bà có lấy không? Bảo Duyên cái áo đó đẹp quá Bảo Duyên ơi. Nữa lấy
Ủa chị, cá tím hồi nãy lấy rồi hả chị? 29 ngàn phải không? Đưa cho chị. Trời ơi. Trời ơi trời. Kêu cười hoài. Tím này quá đẹp luôn mấy chị ơi. Ai lấy tím 69 comment vô em là tím 69 nha. Nó là cổ tim nha. 69 ngàn thôi, rất là đẹp. Quá đẹp đó, tím này mấy chị. Tím 69 thôi, để em bận thử cho mấy chị xem. Ui đây. Bà ngựa. Bà cũng phải lấy. Trời ơi, cái obi này mặc vô mát rượi rượi luôn. Quay lấy vậy trời. Mấy chị không có thấy được cái vẻ đẹp của cái obi đâu. Quá hẳn tạch. Anh Sam không chia sẻ. Quá hẳn tạch. Ủa Phương Yến có Phương Yến lấy cái giống em đang mặc á, nhưng mà bi xanh có nè. Ừ. Đội này nè, cái này là bi tím nha Phương Yến, cái chị mặc là bi tím nha ha. Đúng rồi, dưới chân chị là len không, xung quanh tứ phía là len không, bắn len không mà nha. Có cổ tròn không trời, bao la hình cảm ơi, cổ tròn bao la len mà cổ tròn bao la luôn nè. Cái bi này là bi tím lấy thì ok nha Phương Yến, bi này là màu tím, còn bi xanh kia là ấy nha ha. Có chừa rồi, bi xanh mà có chừa. Ai lấy cái tím em đang mặc chào Kali nha, lâu không thấy Kali. Ai lấy cái tím em đang mặc comment giùm em là tím 50, tím 69 ngàn, 89 ngàn ha. Rồi thoải mái quá mấy chị, có nó còn co giãn nữa nè. Rồi luôn. Xe màu điện thoại rồi kìa trời ơi. Nó tát lên kia đi cổng. Trời ơi. Giấy nữa nè. Em chữ nha, 60kg bận vô tư. 60kg vô tư. Đây, 60kg cái chữ nè, ai lấy lên chữ thích. Thích bụi bụi á thì lấy mấy cái len này về ha, rất là đẹp luôn nha. Rất là đẹp luôn. 79 ngàn. Len chữ 79, ai lấy cái này thì comment giùm em chữ 79 nha ha. Chữ 79. 60kg còn đẹp. 60kg chở xuống ốm như em bằng cũng đẹp luôn. Nó có cái nhũ nhũ vậy giống như kim tuyến, mấy chị nhìn gần đó, đẹp lắm. 69 ngàn, ý lộn chữ 69. 79 ngàn mấy chị ơi. 79 lỗ rồi. Cái 9.000 lên chữ nha ha. Chữ 79 quá đẹp đó chị ơi. Bi xanh là có rồi. Bi xanh rồi, bi xanh cái kia Phương Yến ok nha. Cái trắng để lại cho bả nè. Bà Bảo Duyên á. Bà Bảo Duyên lấy cái trắng hả? Trời, cái trắng này con lý của Bảo Duyên bận là bao đẹp. Thử xem. Còn thử xem nữa, lấy thì lấy đi. Trời ơi, nhiêu tiền của anh 59 đúng không? Không chạy 69 nha. Trời ơi đây. Đây là cái đen nha ha. Đen hoa hồng nha. Ai lấy hoa hồng đen thì chốt giùm em là hoa hồng đen. Hồi nãy là hoa hồng kem, bây giờ hoa hồng đen. Cái này là cổ vuông nha. Lên mấy chị kiếm mấy cái cổ này không có đâu, tại nó lạ lắm. Cổ vuông nha ha, 69 ngàn. 69 ngàn là cái len này thôi. Lên 69 ngàn đây. Trời ơi trời. Đây nè, tay le nha mấy chị, tay lỡ mà le nha, 69k nha, combo body nha. Ai lấy tay lỡ le 69k thì hốt cái này. Comment giùm em là nút nha, nút 69. Cái này có đính nút ở tay nè. Nút 69k. Đẹp quá. Em bận cái nút này đi. Đâu. Ôi cái len nhìn đã quá. Chuộng cái vậy. Cái chất len nó mềm lắm. Cổ lọ, chất len nó mềm. Ai thích tay lỡ thì hốt thằng này về nha mấy chị. Tay lỡ mà ít tay len mà. Còn xè nữa. Trời ơi, thấy vậy chứ nó mát rồi rượi rồi. Nó mát lắm luôn mấy chị. Bận đi Noel ha, có Noel tới rồi. Noel sắp tới rồi. Đây là đen không? Á, à, có đen cổ tim nữa nè. Đen cổ tim này một đống luôn. Trời ơi, đen này là xịn mấy chị ơi. 60kg cái cổ tim. 60kg cổ tim, cái này vô tư luôn nha. Ai lấy đen 60kg, đen tim thì mày nhà em là đen tim nha. Theo cho mấy chị luôn, 69k. 69k đen tim này. Trời ơi. Cái len, mấy cái len 60kg này tâm kia chấm thôi, còn comment không ta? À mấy chị, chấm cho em không mấy chị? Trời ơi, sao tụt view quá vậy? Chấm cho em đi, coi còn xem không? Anh đâu gì anh ăn vô không được. Sao chị?
gì nó vô không được. Vô không được hả? Sao kỳ vậy ta? Tim 60kg nha ha. Ai lấy comment này là tim 60 nha. 89k luôn. Quá ừ. Đẹp không? Cái mèo mèo đó hôm bữa đó hả? Ờ, không, cái màu đen, con này là màu xanh gì á. Thôi để này lại đi. Bà để hết không yên đừng lấy. Bán mà tí. Nhỏ xíu đây, mới vừa nhắc đen tim, có cái này nhỏ xíu đây nè, bà nương ương. Vô Phương lấy cái này thì chốt nha, Loan Nguyễn cái nút đen nè, chốt cái nút đen cho Loan Nguyễn nè. Loan Nguyễn đẹp lắm, chấm giùm cho em đi xem, không thấy ai xem cái gì, trời ơi, trời, khổ quá. Đây, Loan Nguyễn nè. Loan Nguyễn có địa chỉ với số điện thoại chưa? Thấy bảo Nguyên rồi chị. Loan Nguyên ơi, Loan Nguyên cho liền số điện thoại với địa chỉ nha. Loan Nguyên 69.000 nè, nút đen cho Loan Nguyên nè. Vô Phương có thấy cái nhỏ xíu không? Rồi bạn Vô Phương có lấy cái len nhỏ xíu này thì comment giùm em là đen tim nha. Cái này nhỏ xíu nè, nhưng mà coi giãn full body bằng cái đôm tới đó nha. Cổ tim này rất là đẹp luôn, cổ tim rất chéo. Loan Nguyên công ty rồi, chị ghi giùm em chị công ty luôn đi, Loan Nguyễn công ty. Nhiêu tiền á? 89.000. Chưa có kiếm ra Phương Yến ơi. Chưa có kiếm ra được. Có nhưng mà có len nó về rồi. Rồi ai lấy len nút thì comment giùm em là nút nha, em còn nút nha. Đây lại nhận cái hàng. Ây da, dạ, trời thật. Khổ ghê. Mấy chị tại nó về một lần cả ngàn cái luôn mấy chị ơi. Em lục quá, em lục hết nổi, để em like tới cái nào đó em bóc cái đó cho nha ha. Trời ơi, cái cổ tim như thế này, lộn, cái này là cổ vuông nha, len quá trời. Nó mịn mắt rồi rượi luôn. Cổ tim này nó hơi to. Bà bảo gì cái comment cái gì bà? Trời ơi, len mà lo gì giãn gì cưng, có rãng quá. Cổ tim, ý lộn, cái này là cổ vuông. Rồi, ai lấy cái tim nhỏ này comment giùm em là tim nè. Vô khuôn nữa, thôi lấy lấy. Có thấy đường rồi mấy chứ. Có mặt quá. Nhiều quá là giờ hết cái đường. Còn len dày nhiều lắm. Len dày len sọc rất là nhiều luôn á chị. Chia sẻ cho lên view nó đằng em mới bán được mấy chị ơi. Khổ quá, cái view nó nằm tụt lụt tụt lút gì bán không có được. Rồi ra đen hoa hồng, ai lấy đen hoa hồng thì comment giùm em đen hoa hồng 89k thôi. Mấy chị mua cáo khung rồi sợ nó đã giá nhiêu tiền rồi, mua cáo len bận luôn. Giá đẹp lắm, giá này là quá đẹp. Bằng cái len một xíu đi. Đó, chơi nó nhỏ bận vô cút lút cục lục. Nè, body luôn á, thấy chưa. Bận dễ thương cực kỳ, ai lấy đen tim thì comment giùm em là đen tim nha. Dài ha. Để tôi bận cái này thử rồi tôi thích cái này của mấy bà. Đợi xíu nha, ai lấy cái len này tim tim đen thì comment tim đen 69.000 nha. Ủa, nó có không sai, bởi vì nhớ nó gì sai. Chị mà nó giãn nè, thấy nó em ôm nó giãn nha ha. Trời lấy bận nữa. Chết. Chừa ra nữa. Bán 69.000 là đâu có lời đâu, còn lấy bận lỗ. Trời mấy chị nhìn bề trái của nó nè. Bị lợi hả? Chết cha không, chưa nhìn được. Em thì em ốm quá, bận mấy cái này thì nó hơi rộng luôn. Nói cái gì mai đem lên cho thử. Cái này là nhỏ. Trời ơi, bận chung với chân váy như thế này. Đây mấy chị đi chơi Noel hết phải không, 7 luôn. Lên giày này nha, 120.000. Cái tim này, ai lấy tim 120 comment giùm em là tim 120 nha. Có màu đen, có màu xanh đen nha. Đen. Màu này là màu đen. Màu này em đang mặc là màu đen. Diễm Nguyễn ơi, nhiều ký vừa cái áo đen đó. Áo đen rất là cô giả chị ơi. Cái áo đen em mặc hồi nãy á, nhiều ký vừa, 55kg, 56kg trở xuống vừa hết nha. Ok nha Mỹ Lợi, từ từ coi lại like giùm em ha, không sao. Em ốm thì em mặc nó ốm ha ha.
Có cái len sọc nhỏ nữa không chị? Từ từ kiếm tới. Lấy sọc ba. Len sọc này. Có cái chồng len này là không to lắm. Cái này là sọc mà không to. Ôi còn hai cái sọc này mấy chị không lấy hả? Mấy chị không lấy hai cái sọc này thì nãy nhiêu 8-9 ngàn không chị? Sọc này lấy giùm em nha. Chờ Thảo Nguyễn nha. Sao chị? 8-9 ngàn. Rồi ai lấy cái sọc này comment vô em là sọc 8-9 ngàn nãy mình chừa mình bận chứ chị. Trời ơi chị, nó dày cái chứ bận được Ngọc không? Chứ nó không dày mấy cái chứ chứ. Chừa em cái. Còn cái này hút. Lẹ đi mấy chị ơi. Anh bao nhiêu? À đúng rồi, em bận mấy cái này cho. Em bán mấy cái này rẻ cho mấy chị nè, đợi xíu. Phát len nhiều lắm, phát len có chứ. Nhưng mà giờ chú like nhiều quá em bốc hàng tới cái nào like cái đó. Cái len 49k lúc nãy có màu đăng dây ha. Bé lì phải không? Rồi ok chốt cho bé lì cái này nha. Chị bé lì. Cái mà có dây kéo ngoài sau là đúng không? Rồi bé lì 49k ok. Thấy số điện thoại của bé lì cho luôn vậy chị. Ủa? Có em bé lì gì hả? Này có ghi giá rồi đúng không? 49 ngàn có ghi giá rồi. Khoan mấy chị chi bắt đầu chi áo đá hả? Áo đá hôm nay không like nha chị Nguyễn Nga ơi. Chị Nga ơi áo đá hôm nay không có like. Tại vì hôm nay hứa là like áo len á. Áo đá để like xài em like nha. Để like xài em like nha ha. Trời ơi sọc 60 cân Thúy Kiều ơi. Sọc 60 cân nó ôm lắm. Em lôi mấy cái sọc này nè. Mấy cái sọc này 60 cân mấy chị bạn ok nè. Yến Nhi có like áo dây không đậu, bữa nay không có like áo dây nha. Rồi sọc này 60 cân vô. Được chị Ngọc, được hết chị Ngọc ha. Bẻ ru luôn. Rồi ai lấy, để em bận thử cho mấy chị xem cái sọc này nha. Ai lấy sọc xanh thì comment cho một cái lên nó mịn 89 ngàn. Mận về bao hàng luôn, 89 ngàn. Ai lấy sọc 89. Em nhỏ quá mấy chị nào mà to to thì bận mấy cái này nó sẽ đẹp hơn. Anthony thì bỏ vô quần như thế này ha. Cũng đẹp luôn. Đó thấy vậy 60kg bận được nha. Trời 47 nói em 47 em chỉ có 47kg thôi. Rồi ai lấy sọc này comment vô là sọc 89 ngàn. Sọc 89 ngàn quá đẹp. Ít thôi mấy chị ơi. Sọc 89 ngàn này ít thôi nha. Có mấy cái thôi. Ủa hồi nãy em thấy bây giờ hết hả con? Nó đen con nào Tâm? Sọc 89k. Áo đen sau lưng nào? Cái này là cái đầm nha. Đầm 160k nha. Sọc xanh gấp tớp nãy còn không? Sọc xanh gấp tớp nào? Sọc xanh gấp tớp vô Phương ơi. Còn nha em. Ủa? Đâu mất tiêu rồi? Đây, sọc xanh này còn nha. 89k là lỗ rồi ha. Lấy sọc xanh này thì chốt dùm sọc xanh 89k nha. Sọc 7 màu đó, sọc 7 màu có một size màu và tại Ngọc Phương Lam ơi một size một luôn á. Thích ôm thì thôi lấy đại đi bạn về ôm ha. Còn thích mà 60kg vừa thì bạn cái này nha tại Ngọc Phương Lam. Cái này 60kg chị bao vừa luôn nha. Rồi đây mấy chị. Quá đẹp cái sọc này nè. Mấy chị không có thấy được cái vẻ đẹp của nó thì chưa cậu. Đây ú còn cái ống rách nữa nè. Thanh Thảo ơi bữa nay không có sếp nha em. Sếp về rồi mà chưa có like tới kịp nha. Vừa gấp tớp mà vừa rách luôn nha, rách vai. Rồi, tím này 60kg bằng ok ha. Rách vai, rách eo luôn, rách này hai bên eo luôn nha ha. Rồi, ai lấy cái này thì comment giùm em là không ơi, Lệ ơi, có một màu, màu và Lệ ơi ha. Mình cầm áo len mà cổ kiểu. Dạ đúng rồi, cái áo len này cổ đang kiểu nè chị. Xét đồ bộ chưa chị ơi? Hôm nay em chưa có like xét nha. 60kg ốm. Ôm đúng rồi 60kg mà ôm là bận được đó nha. Ốm là bận được. Rồi ai lấy tím này comment giùm em là tím nha. Tím có cái chóc cơ ai thích bụi bụi á thì lấy cái tím này. Cái chóc này mặc như nó sẽ ôm gì nha. Cổ là cổ tim nha. Tím. Tím tím rách. Ai lấy cái này comment giùm em là tím rách luôn nha mấy chị. 79k tím rách này luôn nha. 79k. À em đang mặc cái màu dễ chịu không buồn. Dữ vậy. Ồ còn có 34 view à. Mấy chị chia sẻ view lên cho em đông đông em mới bán được không em mệt luôn.
siêu chán với sốt. Tím 79k, ai lấy thì comment cho em là tím 79 ở Củ Chi Hồ Chí Minh nha. Dạ, Củ Chi Hồ Chí Minh. Thôi mấy chị ít view quá em không có bán được mấy cái đồ đẹp đâu. Ít view quá là em không có bán được đồ đẹp đâu. Bán đồ đẹp nó view quá không? Thành đồ cũ hết rồi. Rồi bắt đầu chia sẻ lại đi, em bán chợ cái áo nhũ nha mấy chị. Áo nhũ luôn nha, 59k áo nhũ, ai lấy thì comment cho em là nụ nhũ 59k nè. Áo này là full body nha, ở khoảng 55kg trở xuống bằng đẹp, 55kg trở xuống bằng đẹp nha, 55kg trở xuống. Sao kỳ vậy chả, em bị văng view hoài vậy. Lấy em cái 7 màu nha, ok nha, tạ Ngọc Phương Lam. Rồi hết luôn, cái 7 màu hết luôn nha, 7 màu rất là đẹp luôn á. Nhũ 59k vô phương nè, 7 màu này là 80. Nãy có cái áo tặng nữa đó, cho có địa chỉ thông tin này. Ủa có hai cái à hả? Phương Lam ơi có một cái này hả? Cái này với cái áo tặng chỉ có đi đơn nha, tại cái này có 89k à ha. Rồi nhũ vô phương, nhũ nhũ 59k chốt cho bạn vô phương nè. Phương Lam mua thêm một cái nữa mới đi đơn được Phương Lam ơi. Cái này là của vô phương nè, 59k nè. Vậy điện cho bọc của vô phương rồi mẹ ha. Rồi em bị tụt view rồi. Rồi vô phương thì đủ đơn nha, còn bạn Tạ Ngọc Phương Lam chưa có đủ. Rồi nha, áo dây 60, cái này trời 60kg vẫn đẹp nha, có dây đi chéo luôn nha, đẹp quá. Ai lấy cái này comment cho em là trắng dây nha, trắng dây 59k, trắng dây 59 lỗ luôn. Len này mà bán 59.000 luôn. Chị hãy like lại cho em đi. Bắt đầu chia sẻ like lại cho em nha ha. Ngủ á, trời ơi, lộn. Trắng dây 59k. Trắng dây 59k. Hết rồi Thúy Kiều ơi, áo 7 màu hết rồi. Khung bi còn một cái nha, tại Ngọc Phương Lam ơi. Bi còn có một cái duy nhất luôn, còn cái màu tím nè. Bi còn cái bi tím nha. Thọc trắng đen nằm trong đống sau lưng bạn là cái nào ta? À thọc này đây phải không? Đây, từ từ em dơ lên đây nè. Đó nè, chắc lên rất là đẹp nha mấy chị. Cấp tốt chút xíu nha, em bật cái này cho mấy chị xem. Cái sọc em đang mặc thì 60kg vẫn vô tư nha. Cái sọc này 89.000. Ý lộn trời ơi. Ừ đúng rồi, 89.000. Cái này đẹp quá. Còn cái bi tím á. Đúng rồi, rồi. Bi len á. Bi len nó rất là đẹp luôn á. Bạn Ngọc ơi, chào Trăng Moon nha. Nãy giờ tôi không thấy Trăng Moon. Rồi, cái này là có khoảng 55kg trở xuống mặt đẹp nha, 55kg trở xuống mặt đẹp nha, chào chị Trang Muôn. Cái bi đó còn có một cái là lấy đi, Tạ Ngọc Phương Lam hết luôn rồi đó. Đúng rồi, còn có cái bi màu tím này thôi. 89k, 89k nha. Rồi, ai lấy cái sọc này comment cho em là sọc nha, 79k, sọc 79k bán lỗ luôn. Sọc 79 nè, phom này phom ôm nha, còn cái này thì rộng hơn nè. 79.000 đó chị, cái sọc em đang mặc là 79.000, chắc len bao đẹp cho mấy chị luôn. Cái này phom to hơn. Ố cái này là cái đầm. Ố trời ơi, cái này là cái đầm hả? Ố chưa, mặn chua ca. Đầm phải không? Rồi lấy cho cái bi nha, lấy cho cái bi nha. Rồi bà Ngọc lấy cái đầm. 89.000. Chưa đem đi giá để lộn, đẹp lắm Tạ Ngọc Phương Lam ơi. Mấy chị mua hàng về mà đẹp đó, thì nhớ ship back cho em nha. Nói cho xin số điện thoại địa chỉ luôn nha. Ờ quên hết, có số điện thoại với địa chỉ luôn. Tạ Ngọc Phương Lam là có hàng tặng nè. Đẹp quá à, cái áo em đang mặc rất là đẹp luôn, không ai lấy sọc hết trơn. Lấy sọc em đang mặc đi, 79.000. Nguyễn Loan không có, chị Nguyễn Loan ơi. Sọc đầm. Ơ trời ơi, sọc đầm có nè. Trời ơi, cái đầm mà có 79.000. Hương Tâm lấy sọc đầm kìa. Nè chốt cho Hương Tâm đi.
bỏ vô nữa. Không có receipt nha cưng, bán giá này là không có receipt được nha. Đi cho Sương gọi địa chỉ đi, chưa có. Chừng nào chị bán mua đơn chung 2 triệu đi receipt. Cho số điện thoại với địa chỉ nha. Tạ Ngọc Phương Lam, 79k cái đầm này. Cái này là của Bích Tâm. 79k của Tâm nè. Quỷ ngon ơi, không thấy nha. Em có receipt được, ai mua đơn trên 2 triệu em receipt đi cháu ơi. Thí Kiều ơi, áo 7 màu hết rồi. Áo 7 màu em hết rồi. Ôi nãy còn cái mà hết rồi. Nguyễn Thu Phương hết rồi, áo 7 màu hết trơn rồi. Ờ áo 7 màu còn cái cuối cho Thương Lâm nè. Nho nhỏ mình mặc không vừa hả? Đây mấy cái áo này to chà bá luôn nè chị. Trời đất ơi, áo này mà áo này 60kg chị bằng cô Tư. Ơi cái tay nó đẹp quá vậy. Đây nè cái tay của nó nè. Đẹp. Hello cái đây nè. Nó giống như ren vậy đó mấy chị. Mà không phải ren, nó là từ chất len luôn. Ai lấy cái sọc này comment cho sọc 79 nha. Mấy chị ghi sọc sao? Ren đi, sọc sao ren 79 nha ha. Không em cho liền trên like chứ không có inbox số địa chỉ với điện thoại. Tăng Ngọc Phương Lam ơi, cho liền trên like đi cưng. Inbox của chị nó bị đầy quá rồi, không có lấy được, không có thấy được. Rồi ai lấy cái này thì comment giùm em là sọc sọc ren nha. Sọc ren này là phông to nè mấy chị. Cái này 60kg trở xuống bằng đẹp nha. 60kg 65kg sợ ôm quá ha. Cái ren nó làm đẹp quá. Cái này bỏ đi. Liên sợ ren là bóng chịu. Ren đẹp. Ai mà thích kiểu á, thích kiểu á thì bằng đẹp. Trời đất ơi có 79.000 tôi có bán lộn giá không mấy bà nội. Lên đồ bộ, lên đồ bộ Nguyễn Loan. Chào Nhân Nhân nha, tính ra tôi còn có 20 view Nguyễn Lai mấy chị á. Còn 20 view mà Nguyễn Lai. Ủa em một đèn. Gì? Rồi ai lấy áo dịch thì comment cho em là dịch nha. Trời ơi con dịch này đẹp lắm. Con dịch này là lính lên nha. Lính con dịch lên này rất là đẹp luôn nha. Ai lấy áo dịch thì comment giùm em là dịch hồng nha. Em có dịch hồng có dịch nâu nha. Dịch hồng có dịch nâu. 89.000. 89.000 dịch hồng với dịch nâu nha. Trời ơi con dịch này đẹp quá nha. Trời ơi cái này 60kg trở xuống bằng đẹp. Không đừng có bằng dịch vô. Rộng hả? Bạn thử lắm thử nè. Dịch hồng với dịch nâu, con dịch này đẹp lắm. Còn ai lấy dịch thì comment giùm em là dịch nha, dịch hồng với dịch nâu nha. 79k, dịch hồng, ấy trời, nãy em nói giá nhiêu à? 89 89.000. Lên đẹp quá mấy chị ơi. Hôm nay biết mốt cái hành nó cũ. Đẹp quá không? Trời ơi, tụt like quá Mỹ bán đi, còn dịch hồng với dịch nâu nè. Tụt quá yếu quá à. Caro, cái này là sọc caro nha, caro hồng đó nè. Trời ơi, cái con dịch nó đẹp mà không ai thấy được con dịch đẹp. Hay là em lên nhanh nhỉ? Đúng rồi. Ai còn đang xem chấm một chấm thôi mấy chị, không có thấy ai đang xem trên tụt view luôn rồi. Ừ. Rồi ai lấy hồng caro thì comment cho em hồng caro nha, hồng caro 69k. Hồng caro 69k. Sao tụt chứ gì trời. Mấy giờ rồi chị? Sớm lắm. Có 8 rưỡi à. Chị trời. Coi cái sọc nó cứng. Cái này cái ren á tập. Rồi nghe ai lấy hồng thì comment giùm em là hồng nha. Cho em xin một chấm đi mấy chị ơi. Caro hồng rất dễ thương nè. 69k có hai cái thôi, caro hồng. Thúy Kiều cho vịt nâu một cái. Vịt nâu một cái ok nha Thúy Kiều, thấy số điện thoại nha. Vịt nâu 89.000 quá rẻ rồi. Cho địa chỉ luôn nha ha. Bán chứ EZ. Bán chứ EZ chuẩn ơi, EZ chuẩn bán chứ em. Chân chân chị đó, chân chị là cái này hả em? Ai thọc thấy hả bà Đương, từ từ. Trời ơi, khổ quá mấy bạn ơi, mấy bạn xem tới xem lui một bọc kho nhìn không có nổi đâu hàng. Ai lấy caro hôm nay 69k mấy chị. Em còn một cái dịp hồng nha. Cái len này thật sự là cái len đẹp đây nè. Cái len đẹp nha, bán cho mấy chị giá. Trời ơi trời. 69.000.
ai lấy sọc 89 comment vô, sọc 89 nhận cái len về mà chơi chất len này thì thôi nghỉ bán luôn. Đây con to đây. 67kg áo khoác. 67kg em có áo khoác không về nút nha em gì. 67kg có áo khoác không về nút, nó là áo khoác len nha. Rồi ai lấy cái này thì comment giùm em. 7 màu hết rồi, Thúy Kiều đâu có 7 màu đâu. Thúy Kiều không có cái 7 màu nào hết trơn á, 7 màu hết hàng rồi. Áo này là phong to nha mấy chị, 65kg trở xuống bằng đẹp cái này nha. Áo này là phong to nha, 89k là lỗ rồi. Đúng rồi, áo này là phong rộng bé Tâm ơi. Đẹp quá. Thúy Kiều đâu có cái sọc 7 màu nào đâu Thúy Kiều. À tí nữa em có cái sọc này để em dơ cho mấy chị xem. Rồi nha, ai lấy cái đen này thì comment giùm em, đen có cái chóc cơ nha, đen trâu đi, đen trâu nha, đen trâu 69k đen trâu rồi trước là in chữ nha, 69k nha mấy chị. Có cái trâu rồi trước là in chữ. Đẹp quá. Le dị mịn nó ơi. Rồi nó đứng đó rồi, không có thấy ai comment thì miết gì nữa. Đứng rồi, cho em đứng rồi. Đó, xin chấm nha mấy chị, không ai comment chấm đi. Áo khoác hồng gì kìa. Áo khoác hồng không vừa đâu, 67kg khoác hồng không vừa nha Duy Chuẩn ơi. Rồi nghe cái len nhũ này, len nhũ này có khoảng 58kg trở xuống bằng đẹp. Ai lấy comment ra là nhũ vàng nha, nhũ vàng 58kg trở xuống bằng đẹp nha. 58kg trở xuống bằng đẹp cái nhũ vàng này 69k. 69k nhũ vàng. Rồi nghe hồi bữa có ai trong đây mua đồ bộ chưa? Chưa có ai thì bắt đầu em like đồ bộ nha. Lai qua mấy cái đồ bộ này đi. Á, nhũ vàng còn cái nhũ này nữa, phải lai cái nhũ này luôn đi. Sao kỳ quá em cục vi quá mấy chị ơi. Nhũ vàng Quỳnh Cẩm kìa. Sao em không thấy luôn á. À, nhũ vàng 69k cho Quỳnh Cẩm nè. Rồi em còn một cái nhũ sọc nữa nha. Chị lấy thì lấy luôn nhũ sọc 69k, nó là nhũ sọc nè. Đẹp quá. 69k nhũ sọc nha. Nhũ sọc 69k còn có hết luôn, hết nhũ luôn rồi. Lụm thì lụm luôn mấy chị. 69k cái nhũ sọc luôn. Rồi. Móc nhũ. Sao có ai tụt biết thôi. Em không biết sao tụt càng ngày càng tụt. Rồi luôn nha. Rồi 59k, ai lấy cái này comment giùm em là sọc 59 đi. Sọc 59 nó là tay cọc nha mấy chị. Sọc 59 nha. Comment giùm sọc 59 tay cọc nha, 60kg bằng vô tư. 60kg trở xuống. Hôm bữa bán 69, bữa nay bán luôn 59.000. Sọc 59. Bán gì đâu mà rồi nha. Đen Phương Nabi ơi, Phương Nabi lấy cái đen là cái nào Phương Nabi? Đen nào ta, nãy giờ đâu có like cái đen rồi ta. Đen nào Phương Nabi ơi? Có đen, có sọc không à. Sọc 69.000, 79.000. Em còn cái bi này, cái này đâu phải bi theo đâu, cái này là bi dợt vô luôn á. Rồi bắt đầu em like đồ bộ nhanh nha. Chị ơi, còn cái nào cổ chóc cơ không? Có cái màu tím á. Hay là cái màu đen. Này cái đen nó cũng có cái chóc cơ, đen tay dài em, mới hả? À đúng rồi, lấy cái đen đó phải không? Rồi cái đen chóc cơ nhớ rồi. Cái đen có cái chữ á chị Ngọc. Đó, đen. Em dơ lại đi. Đen này có chữ nè, ok nha. Lấy cái đen này thì ok nha. Hả, nói bao nhiêu chị Ngọc? 89 rồi. Không, 79. 79 á. Váy đen 57kg vừa không hả? Sao giờ này mấy bạn like chậm dữ ta? 57kg bằng đen là váy đen chinh canh hả? À, váy đen chinh canh 57kg bằng ôm như Thanh Thảo. 57kg mà cao 1m6 á. 1m6, 1m62 là bằng đẹp nha Phạm Thanh Thảo. Váy đen đẹp lắm. Phương Nabi ơi, giờ lấy cái áo này cho Phương Nabi nha. Ok, áo đen
Chị có cái chốt cơ màu tím nè, em lấy thì lấy màu tím luôn. Cái màu tím nè, màu tím nó cổ tim nó có cái chốt cơ nó nha. Không phải có cái chốt mà là có cái dây ngang. Giờ hết rồi đấy. Em lai đồ bộ nhanh nha. Đồ bộ này lên 100 view thì hôm bữa em hứa là bán 30 ngàn, mà không được 100 view thì bán 45 ngàn nha. Đúng rồi, Phương Abi cái cổ nó không phải, nó có cái trái trâu á. Rồi nha. Đồ bộ không phải. Bộ 45k nha, chia sẻ cho Lê 50 view nha. Phương Abi ok em lấy tím. Tím nó là cái sợi dây nha em. Ủa em hỏi cái gì cơ? Phương Abi là lấy chung với của nè, tím nó có cái sợi dây nè, sợi dây mặt trưng như thế này nha ha. Ok thì lấy em chị nha ha. Hết rồi. Không. Cái đen là... có em. Sao chị? Cảm ơn là Phương Nabi là gửi chung với Sam Sam đúng không? Phương Nabi gửi chung hàng với Sam Sam đúng không? Cho em xem lại cái đen đi cho Phương Nabi nó xem. Nè cái Phương Nabi là cái đen này nè em. Nè cái đen có cái trái trâu nè. Ha. Đen có cái trái trâu nha Phương Nabi. Tím, tím thì có sợi dây, lấy thì nói rõ giùm chị lấy đen hay lấy tím nha. Lấy cả hai thì vậy. Ok em lấy tím. Có cái đen có cái chốt cơ nữa nè. Cái tím cũng đẹp, tím giải mịn quá. Chung đơn với Sam Sam á chị. Đúng rồi. Cái này là 79 đúng không? 79 ngàn. Ở thêm cái này nữa hả? Ừ. Cái tím có lấy thì lấy cái tím nha. Đồ bộ 45k nha mấy chị. Rồi dịch hồng nha. Đồ bộ 45k. Đây con dịch. Sau lưng, mặt trước. Cái quần như thế này. Quần mặt tới trên gối nha. Bao nhiêu chị? 79 ngàn. Rồi, đồ bộ 45k ha. Đồ bộ 45k chốt nhanh lẹ. Rồi. Bộ 45k. Hôm bữa lên 100 view bán 30, bán có 35 ngàn. Bây giờ bán 45 ngàn cho mấy chị nào mà chốt nhanh nha. Rồi, cái này là vịt hồng nha. Comment giùm em là vịt hồng nha. Vịt hồng 45 ngàn. Rồi, lại bị rớt mạng nữa rồi. Chắc phải đổi mạng đúng không Ngọc ơi? Rồi còn đang xem cho xin chấm thì mới chơi rớt mạng rồi không có thấy ai chứ. Vậy đó. Mấy cái dưới đây là chưa có địa chỉ hết hả chị Ngọc? Có một đơn có địa chỉ thôi nhưng mà có một đơn. Có một cái hả? Cái này hai cái rồi. Ủa cái đó là phải chị Ngô Trang thôi chị? Không em. Chị bỏ đang xem cho xin chấm thì mới chơi bị tụt view quá à. Không có thấy ai đang xem luôn á. Giờ cái này là vịt hồng nha. Cái này là vịt vàng nha. Rồi xả cái tím ra đi chị. Phương Nabi không có lấy tím. Lấy cái đen à. Ok nha Phương Nabi. Vịt hồng nè, vịt vàng. Cái này là vịt xanh nha. Vịt xanh nha. Bộ thể thao. Bộ thể thao có nhưng mà chưa có like nha bạn. Trang Phạm. Bộ thể thao có nha. Vịt xanh. Rồi vịt hồng. Vịt xám. Vịt xám nha ha. Lấy set bi không chị? Quần đùi chị. Set bi quần đùi không có set bi. Rồi vịt hết vịt nha mấy chị. Vịt có mấy màu đó thôi. Vịt hồng, vịt vàng, vịt xám. Vịt xanh 65kg vừa. 65kg bận đẹp. 65kg vừa mà Hà Phạm 65. Rồi thấy số điện thoại của Hà Phạm. Mua giùm em hai bộ đi mấy chị ơi. Một bộ em không chốt được nha. Dịch hồng cho Hà Phạm nè. Chốt giùm em hai bộ đi mới đi hàng nha, nha chị ha Hà Phạm. Rồi cái này là chuột nha Mickey nha. Mickey xanh nha. Ai lấy thì comment giùm em là chuột xanh đi. Rồi nha. Cái này là con mèo nha ha. Con mèo hồng nha. Con mèo hồng. Kitty hồng luôn, Kitty đỏ đi, Kitty đỏ. Dịp hồng, Hà Phan gì vậy? Con bộ một à, 45k, dạ đúng rồi chị Hà Phan ơi, một bộ 45k. Một bộ 45k. Rồi thế rồi đó, em còn có nhiêu kiểu thôi nha, nhanh tay nha. Một bộ em muốn đi hàng được không mấy chị ơi? Tụt view quá rồi, nhiều view rồi chị ạ? Có mười mấy view. Trời ơi. Mười mấy view nghỉ bán luôn. Ôi trời ơi, có cái bi đỏ này 89 ngàn đó nè. 65kg bận ôm nha ha.
size nhỏ hả? Size nhỏ không có. Trang Moon, cho Trang Moon chuột xanh nè. Này của chị Trang Moon. Chị Quỳnh cắm một bộ mèo nữa chứ. Chị Quỳnh cắm một bộ mèo nè. Nãy có con mèo dễ thương lắm rồi. Cái này là của Hà Phạm nè. Đây là 45 đó nha. Dạ 45 ngàn á chị. Trang Moon chuột xanh nha. Mình cắm một bộ mèo. Đợi chị, đợi em đi tìm cái bộ mèo. Ủa con mèo nãy đâu rồi? Cầm con mèo đây nè, con mèo đây, con mèo nha chị ha. Rồi hình cắm. Đợi chị, đợi chút xíu nha chị Hà Phan ơi. Đi giá tiền chị bỏ. Rồi hình cắm 45k. Hai bộ. Xem lại hả? Em thấy mấy bộ này dễ mặc lắm, mấy chị đừng có lo. 60kg nha. Phạm Trang lấy một dịch xanh và một Mickey. Dịch xanh đây. Mickey đâu? Còn... Phạm Trang. Ủa Mickey mới dột xuống này nè. Một dịch xanh và một Mickey. Con chuột, con vịt, vịt xám, vịt vàng, vịt hồng. Hello Kitty. Ủa đâu có con Mickey đâu ta. Con Mickey á, con Mickey, con Mickey có khách chốt rồi. Mickey 45k một bộ nghe chị Diễm Nguyễn. Ê chị ơi, cái đó có ai lấy là chị Trang Moon. Trang Moon, chị Trang Moon lấy rồi ơi. Phạm Trang em lấy giùm chị cái vịt xanh với một cái hình khác nha, Mickey hết rồi. Nè, con vịt xanh của em nè. Đây là con vịt xanh nè. Ha, vịt xanh là ok nha. À dạ dạ chị, 45k chị Diễm Nguyễn ơi. Đúng rồi, Trang Moon lấy Mickey rồi rồi, Mickey hết rồi. Ship không biết chị Quỳnh Cẩm ơi, tùy theo cân nặng chị mua bao nhiêu bộ nữa. Mua điện tính ship nha, chứ em không có tính ship chị. Quỳnh Cẩm lấy cho địa chỉ ở đâu rồi chị? Hình như là Thối hả? Thối 35kg mặt rộng lắm chị ha. Hà Phạn ơi, áo khoác em nhiều lắm. Áo khoác sau lưng là khoác kẻ rẻ mặt không vậy chị. Là chị Hà Phan. Chị Hà Phan có lấy thì chốt giùm em nha. 35kg rộng lắm chị ơi. Ừ, đây. Vậy chị Phạm Trang lấy cái nào mà dạ? Phạm Trang lấy cái gì? Phạm em lấy một vịt xanh và một Mickey. Giờ không có Mickey giờ lấy cái gì? Không có Mickey giờ lấy cái gì giờ? Đây, đó, đây là bộ vịt xanh nè. Đẹp quá. Ha, lấy vịt xanh với bộ vịt xám đi. Còn không lấy bộ đỏ lên đi cũng đẹp nữa nè. Hà Phạm có lấy thì lấy nha chị Hà Phan ơi. 35kg là bận rộng lắm. Bộ vịt xanh với bộ vịt xám đi nha. Nha Phạm Trang ơi, vịt xanh với vịt xám đi. Để cho mấy chị xem con vịt xám này nè. Đây con vịt xám nha, đó. Hai vịt xám nha. Đây là vịt xám đó. Lấy thì chốt chị em là vịt xám nha ha. Phạm Trang lấy thì ok nha. Rồi em còn hồi nãy em lấy hết rồi. Còn cái bi đỏ 89.000 nè. Lem chắc lem nha. Ai lấy thì comment giùm em là bi đỏ 89.000 nha. Hồi nãy mấy chị hỏi bi hết trơn, giờ sót một cái nè. Bi đỏ 89k. Rồi tụt view quá, nghỉ like luôn. Còn 45 view. Nó bị văng ra văng vô hay sao? Bị như kỳ vậy. Cái gì chị? Nó bị như kỳ vậy. Chứ nó bị cái gì nữa. Ok, dịch xám nha, có mở sao đi đó. Có một, hồi nãy là một bộ hồng với một bộ xám á. Hà Phạn, một bộ hồng nè, một bộ xám nè chị. Một bộ hồng, một bộ xám là bộ Hà Phạn nè. Được. Hà Phan ơi, cho số điện thoại với địa chỉ liền nha Hà Phan. Có số điện thoại không có địa chỉ. Cho địa chỉ liền nha mấy chế. Rồi của bạn Phạm Trang. Phạm Trang lấy lại một bộ dịch với một bộ khác đi. Cái bộ kia hết rồi Phạm Trang. Em còn em giày nhiều quá mà view gì lại không có like được mấy chị. Em giày lại không có like được. 9 giờ cho chị Ngọc. Chưa em ơi 40 à. Quần hoa này 40k quần hoa luôn nha. Lấy thì comment nhanh giùm em là quần hoa 40 luôn. Có mấy hoa nha. Ok nha Hà Phan. Rồi quần hoa kaki hoa 40 nha.
Cái này là cỡ khoảng 48kg, 50kg. Vịt xăm Phạm Trang dịch xanh và một cái hồng body. Hồng Kitty. Kitty rồi, ok nha Phạm Trang. Hồng Kitty dịch xanh nè. Phạm Trang cho số điện thoại. Phạm Trang cho số điện thoại với địa chỉ nha. Cho số điện thoại với địa chỉ liền nha. Rồi quần 40k nha. Quần hoa 40k lấy thì comment nhanh dùm em. Hoa 40. Hoa cũng cho số điện thoại với ấy đi. Cho số điện thoại này, cho địa chỉ đi. Rồi bây giờ nãy giờ ai chưa cho số điện thoại địa chỉ đầy đủ thì cho thì em nha, đến không xả đơn nữa. Rồi hoa 40 lấy thì comment dùm em là quần hoa 40 nha. Có bà còn có ba cái em hết hàng luôn. Hoa 40. Em bị chuột tiêu quá chị ơi. Em bị nhân lai rồi. Chị Phạm Trang cho số điện thoại. Rồi thấy địa chỉ của Hà Phạn nha, hai bộ. Ok nha Hà Phạn. Hà Phạn. Phạm Trang. Rồi chị Phạm Trang ơi. Tiếp cùng hoa 40k nha. Chất ca kê đẹp á. Ca kê nhung, chất ca kê nhung nha mấy chị. Nó có nhung hơi nha. 40k, chị hoa 40k. Trời ơi, em còn mấy cái này tên lên bữa sau em sale rẻ cho mấy chị. Để bữa sau em sale rẻ cho mấy chị nha. 9 giờ cho chị Ngọc. Chưa, nó có 45 à. Khoan để chị Phạm Trang lên địa chỉ đi. Đam đen cái mặt 160 nha Hương Vinh, 220 mà chị sale còn 160 luôn á Hương Vinh ơi. Rồi áo khoác nha, 79k, ai lấy thì comment vô đây là khoác tí, không khoác cũng được, mà bằng thành cái áo bình thường cũng được nha. Bằng thành cái áo thì gầy nút là bằng thành cái áo bình thường. Không thì bằng khoác như thế này 79k nha. Len quá nè, chắc len mụn luôn. Đồ bộ quần bé chi cái gì em cũng có chứ mấy chị. Cái gì cũng có chứ trời. À, có cái áo này sale cho mấy chị 39.000 luôn. Sale cho mấy chị mấy cái áo gấp tớp này 39.000 luôn nha. Ai gom đơn chưa đủ đơn thì lấy áo thun nha. Chắc thun rất là đẹp nha, 39k. Comment giùm em là thun hồng 39 nha, thun 39. Dạng gấp tớp nha, dạng gấp tớp 39.000. Mịn lắm nha mấy chị, chắc thun này cực kỳ mịn luôn. Đầm đen 160 luôn mình ơi. Trời đất ơi, trời, cục view quá. Hình như là hôm nào live set nó có người xem á. Hương đen gì chị đầm đen canh cái mặt thử thôi trời ơi. Cái này phơm này là có khoảng 55kg trở xuống mặn đẹp nha. 55kg, 56kg trở xuống mặn đẹp. Chị làm thử quá được em ơi. Tại vì cỡ nút ra ngày nút. Nó có gì kéo eo nha, chị kéo nằm bên hông này nha. Nguyễn Lon em mặc vừa, không chị mặc cái gì vừa. Nguyễn Lon ơi 38kg mặc cái gì vừa. 38kg em không có bận cái gì vừa. 38kg bận mấy cái áo len body hồi nãy chị dơ lên á thì vừa nha. 38kg thì vừa nha. Giờ bây giờ em mở tới đây nha mấy chị. Hôm nay ít người xem quá. Em mở tới đây nha, hôm sau like tiếp nha. Có chị nào chưa có thông tin thì ai? Ủa hồi nãy có ai chưa có thông tin với địa chỉ ta? Áo hồng này hả? Áo hồng này. Áo hồng 38kg bận rộng nha. 38kg bận rộng lắm. Nhưng mà thích rộng cũng được. Thích rộng thì bận cũng được nha. Biết cái áo sọc nhỏ hồi nãy đâu. Không có tốt á. Đúng, nè em, cái áo em bận. Đúng rồi, cái áo này 38kg bận đẹp nè. Áo này 38kg bận đẹp nha ha. Áo len, cái này là len nha. 57kg vừa. 57kg khung đinh vừa cái gì vừa. Áo hồng hả, áo hồng thì 57kg. 57kg thì bận ôm chút xíu. Ôm chút xíu nha Hương Đinh. Rồi, ai lấy cái này á, cái này thì 38kg bằng đẹp. Cái đó tao bận nó xíu không? Vừa. Cái này thấy cái đầm đó sao tao nên. Thấy cái đầm len hả? Đầm len hả? Đầm len 38kg không vừa luôn. Cái như đầm len không biết cỡ em bận được không? Vừa không? Trọng hơn hả? Trọng hơn tí. Còn cái gì nhỏ xíu không em? Bạn hơi nó ốm, bạn đen. Ốm, bạn cái len này được. Mà mấy bạn chị không thấy cái chất đẹp đó luôn. Cái bánh bèo vô cùng. Bánh bèo lắm luôn á, bạn dễ thương lắm nha. Chăn buôn hả? Trời ơi, em bị tụt view mấy chị không chia sẻ em mệt ơi mấy chị ơi. Buồn quá. Mấy chị ơi, có đợt có thể em cả... hỏi áo đen đá chị. Phương Đinh. À, áo đen á chị. Cái đen nào ta?
Áo đen 57kg, Hương Linh này là 57kg. Áo đen nào, Hương Linh có lấy hàng chưa? Chưa không? Áo đen nào em nói miêu tả rõ rõ thì chị cơ. Nhiều áo đen quá, giờ muốn áo đen nào, tủ luôn. Không biết áo đen nào. Có bỏ thì em mới chơi ơi. Đầm sọc có khách lấy rồi chị Trang mua ơi. À cái đầm sọc này hả? 79k nha chị Trang mua. Nãy Tâm lấy cái, còn cái. Còn cái 79k nha. Nãy Tâm lấy cái gì? Vô á chị. Len á. Len dừa nha chị Trang mua, chốt thì chốt giùm em là đầm nha, ghi rõ giùm em là đầm len sọc để em biết mấy chị ơi. Hương Linh cũng hỏi đầm đó. Đầm đó hả? Đầm 57kg là bằng ôm nha, 57kg bằng ôm nha. Đầm này là có khoảng 55kg cho xuống à. Mấy chị Hương có chia sẻ like cái em bán ít hàng quá, biến bán quá. Lộn, em bán ít người quá, em mà biến bán quá. Hôm nào chia sẻ đi, hôm nào chia sẻ đi em bán lại cho. Hôm bữa có 100 view dành ngâu. Ốc khoét rụng rất là nhiều nha mấy chị. Ốc khoét lai em nay cũng có nhiều người hỏi thôi. Giờ còn ít view quá, chị lôi ra lai là thành ốc cũ liền. Rồi nha, rồi cái đầm body này hồi nãy nhiêu dạ 49k nè, ai lấy dạng như cái áo body nha, áo len body nha. 49k, lấy thì comment giùm em là len body luôn đi. Màu nâu nha, tay đính hàng bơm á. Tay đính nha, body, lấy thì comment giùm em là len body nha. Dơ lại chị xem nha, chế 62kg đó. 62kg không vừa rồi chị Trang mua ơi, 57kg bận còn ôm á chị ơi. 57kg bận ôm á, 62kg không vừa rồi chứ. 62kg thật sạch lắm á. Đầm len 49 ngòn. Dẻ mặt dẻ đẹp. Rồi em thoát ra mấy chế vô lại thử coi nha. Em thoát ra mấy chế vô lại thử coi còn được nữa không. Sao nó